Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh người kể chuyện ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho đỉnh Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Sư An. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi là vào 22 giờ hàng ngày. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện kể ngày hôm nay qua giọng kể của truyền chiêu. Có những tháng ngày ta lạc mất nhau trong đam mê. Có những tháng ngày ta lạc mất ta trong tuyệt vọng. Tình yêu chung quy cũng chỉ là những thứ cảm xúc khi nồng cháy hạnh phúc, khi đau khổ chán trường. Con người ta có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu thương, bất kể biến ta thành loại người mà trước đây ta không hề mong muốn. Chính là thứ cảm xúc ấy. Cảm xúc tuổi đầu đời đau như thế mà chẳng thể nào quên, gọi là mối tình đầu. Minh vừa đạp xe vừa khóc, nước mưa hòa lẫn và giọt nước mắt trên khuôn mặt của chàng trai trẻ. Khung cảnh ấy làm Minh nhớ đến câu nói nổi tiếng của Charles Chaplin. Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc. Câu nói rất đúng với tâm trạng của mình lúc này. Xuất thân trong một gia đình là hộ nghèo thường trực của xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi. Mẹ Minh vì không chịu nổi sự nghèo túng nên đã bỏ nhà đi lấy chồng Đài Loan Cha Minh buồn giàu nên sinh ra tật rượu trẻ. Minh từ bé đã phải vất vả làm việc mưu sinh. Sau giờ học, Minh đi nhặt ve chai, bán vé số, đến rửa chén ở các quán hủ tiếu gõ để đổi lấy ít tiền ăn hàng ngày. Dẫu vậy, Minh lại rất thông minh. Được sự giúp đỡ của bà con trong xã, giúp Minh cuối cùng cũng có thể học hết lớp 12. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, mình quyết định đăng ký đi xuất khẩu lao động Nhật Bản vì đây là con đường ngắn nhất để kiếm tiền thay vì đi học đại học. Gom góp được ít tiền, mình chỉ đủ đóng tiền học tiếng. Phí đi đến hơn 100 triệu, mình rất bối rối. Thân cô thế cô không biết đảo đâu ra số tiền lớn đến như vậy. Ở lại thành phố cũng chẳng thể kiếm được việc làm. Mình thất thểu về lại quê, xin được vào làm một chân bốc vác ở vuông tôm của ông Hai Càng ông sở hữu đến 4 năm vuông tôm là người khá giả nhất ở cái xã nghèo này. Có của ăn của để là vậy, nhưng ông hai chỉ có một cô con gái duy nhất tên là Hạnh. Hạnh nhỏ hơn Minh 2 tuổi, ông hai không có con trai lại thấy Minh thông minh, siêng năng lại giỏi giang nên rất chiếu cố Minh. Biết được nguyện vọng của Minh là muốn sang Nhật làm ăn. Cùng lúc ấy, con gái ông cũng muốn sau khi hết lớp 12 sẽ đi Nhật du học. Ông nghĩ nếu mình đi trước, sau con gái ông có sang cũng có người bầu bạn giúp đỡ. Suy đi tính lại, ông quyết định cho Minh vay phân nửa số tiền phí đi xuất khẩu lao động, còn phân nửa kia công ty bên Nhật sẽ ứng trước đóng cho Minh, sau khi sang Nhật anh sẽ làm việc gửi về trả từ từ. Ông hai vẻ mặt nghiêm túc nói với Minh: "Nè, tao cho mày mượn tiền." đi mà qua bển, nhớ siêng đang làm để đổi đời nhà con. Dạ, số tiền lớn quá, con, con, con không dám nhận đâu bác hai, con sợ. Minh ngần ngại đáp. Là đứng nằm nhì, đầu đội trời, chân đạp đất, muốn làm cái gì thì phải làm cho kỳ được, trừ sợ. Nỗi sợ sẽ làm cho mày khó thành công lắm nhà con. Nhấp cụm trà, rồi ông khẻ khả nói tiếp ôi trời với lại tao cho mày mượn chứ có cho luôn đâu làm rồi gửi về trả cho tao con hạnh em bày, hai năm nữa tao cũng cho qua bển học để biết đó biết đây với người ta bay qua bển trước mai mốt có gì thì giúp đỡ lại em nó chứ có gì đâu nghe lời bác cầm lấy đi dạ bác nói vậy thì con mới dám nhận con sẽ dám làm để trả lại bác sớm nhất ạ à? ông hai cười hề hề rồi chắp tay sau đít đi thăm vung tôm cái bóng dáng ấy minh thấy sao mà thân thương thế không biết anh ứa nước mắt nghĩ đúng là ông trời lấy của mình thứ gì thì sẽ đền bù lại một thứ khác về phần minh cũng rất biết ơn ông hai được lời như cởi tấm lòng minh tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc để không phụ lòng niềm tin của ông hai không chỉ ông hai mà cả cô Hạnh cũng rất thích Minh. Cả hai nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Chỉ biết Minh đã thích Hạnh rất nhiều. Anh cảm thấy sự xuất hiện của cha con cô Hạnh như là một ánh sáng, một tia hy vọng cho cuộc đời bất hạnh của mình. Không nói ra, nhưng trong lòng Minh từ lâu đã mặc định Hạnh sẽ là vợ của mình. Ngày Minh đi cũng chỉ có cha con Hạnh đưa tiễn, ngồi ở phòng chờ tấp nập là thế nhưng minh lại cảm thấy lẻ loi cô độc vô cùng máy bay cũng cất cánh mang theo bao ước mơ của mình của những người con xa xứ mưu sinh nhật bản cuối thu đón anh bằng những cơn gió lạnh buốt giá đường phố vẫn tấp nập người qua lại hàng cây khô héo đã rụng sạch lá từ bao giờ đường phố đầy những chiếc lá phông đỏ hàng cúc giải ven đường đã úa tàn nằm trơ trọi chờ mùa đông đến minh vẫn một mình nhắm mắt hít thở một hơi thật mạnh minh cảm nhận không khí trong lành ở xứ mặt trời mọc anh tự nhủ với lòng phải cố gắng cố gắng hết mức có thể công ty minh làm là một công ty thủy sản đông lạnh mặt hàng chủ yếu là cua tuyết những ngày đầu minh vẫn chưa quen với không khí lạnh ở đây nhiệt độ bên ngoài đã thấp bên trong những kho đông công ty còn thấp hơn âm 20, âm 24 độ. Minh được giao cho công việc sắp xếp và kiểm tra hàng trong kho đông thứ tư. Việc thường xuyên ra vào kho, nhiệt độ chênh lệch bất thường khiến cơ thể Minh suy yếu. Thường hay bị hoa mắt chóng mặt nên Minh thường xuyên nhờ bạn bè mua những lọ tinh dầu ở Việt Nam gửi sang để ngửi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Trong túi anh lúc nào cũng có một lọ như vậy một thanh niên như Minh chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh cho đến một ngày. Hôm đó là cuối tuần, Minh được ông Trồ quản lý hách dịch bảo đi sắp lại đơn hàng vừa về hôm trước. Minh đang loay hoay đếm hàng tá những chiếc pallet chất đầy cua kia thì Minh thấy ở phía sau đống hàng kia có bóng người thấp thoáng đi về phía góc của kho minh nghĩ là đồng nghiệp vào lấy hàng nên anh cũng không hỏi gì vì người nhật rất khó gần anh cũng ít khi giao tiếp với đồng nghiệp nhưng minh xong việc rồi chuẩn bị ra khóa kho đông để tan ca thì thấy cái bóng đó vẫn còn đứng minh đi từ từ lại để kêu người đó đi ra vì hết giờ làm việc rồi lại gần minh thấy đó là một ông chú trung niên gương mặt khắc khổ hai gò má cao mà lại hóp vào khiến cho người đối diện hơi sợ khi nhìn thấy từ khi minh vào làm đến nay chưa từng gặp người này nhưng lạ thay khi vào kho đông âm hai mươi mấy độ mà chú ấy chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng manh không giống như minh mặc cả bốn lớp áo quần mặt chú ấy trắng bệch mắt trợn tròn nhìn minh anh hoảng hốt chạy ra kêu thêm một người khác và phụ đưa chuối ra đến khi hai người quay lại thì không thấy ai cả chuối đã biến mất. Người đồng nghiệp vào chung mắng anh hoa mắt, Minh tức tối bảo là mình thấy có người thật. Một lần khác khi Minh lái xe vào kho đông để chở đổ ra, thì bất ngờ có một cái bóng chắn ngang trước đầu xe. Minh giật mình đạp thắng gấp, khiến cả pallet cua đổ xuống sàn hết. Minh hoảng hồn chạy lại xem thì chả có ai cả. Chỉ có một mình Minh với đống cua ngổn ngang. Cuối dãy vang lên tiếng cười khanh khách, minh chạy lại thì cũng chẳng thấy ai lúc này minh sợ lắm sợ thứ mà mình vừa thấy qua chuyện đó minh bị giám đốc mắng báo lên cả nghiệp đoàn vì số cua rơi xuống đất bẩn hết nên không thể sử dụng được nữa an toàn vệ sinh thực phẩm bên nhật rất là quan trọng chỉ một sợi tóc cũng có thể khiến công ty bị phá sản minh kể cho chị phiên dịch bên nghiệp đoàn nghe chị trao đổi với giám đốc Ông giám đốc trầm ngâm rồi ông kể lại cho chị phiên dịch. Chuyện là hai năm trước, vị trí Minh đang làm là của một công nhân tên Yoshino. Tính tình ông này rất quái gở, đi làm cũng chả giao tiếp với ai. Giờ một hôm gần kết thúc giờ làm thì ông ấy lên cơn đau tìm, ngất xỉu trong kho đông của công ty. Mọi người qua lại không thấy ông ấy cửa kho lại đóng kín nên tưởng ông ấy đã về trước rồi. Nhưng mỗi buổi chiều trước khi đóng cửa công ty, bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra toàn bộ các kho đông để đảm bảo không còn ai trong đó mới khóa cửa ra về. Nhưng vì vị trí ông Yoshino ngất nằm sát phía trong tường lại bị hàng hóa che khuất nên bác bảo vệ không thấy. Thế là ông ấy bị nhốt trong kho đông lạnh âm 20 độ đến hết đêm. Do hôm đó là thứ bảy nên sang hôm sau là chủ nhật, mọi người không đi làm. Sáng thứ hai, mọi người không thấy ông đi làm, nghĩ là ông nghỉ phép nên vẫn làm bình thường. Phải đến chiều tối khi chuyển hết hàng hóa ra, mọi người mới phát hiện xác ông nằm cứng đơ trên sàn. Giám đốc Căn Dặn Minh rất cẩn thận, rằng không được nói chuyện này cho mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của cả công ty. Ông khuyên Minh nên cố gắng vì thời hạn 3 năm còn rất dài. Minh mặc dù rất sợ, nhưng anh vẫn phải tiếp tục làm việc vì số nợ vẫn còn phải trả. Sau này, phải vào kho đông một mình, anh thường khấn vái vong hồn ông kia đừng nhát mình nữa. Mỗi tháng Minh đều mua một lon bia Asahi với một bịch khô để ở nơi anh thấy vong hồn. Minh lại tìm mua trên mạng một sợi dây chuyền có mặt hình Phật đeo vào nên anh yên tâm làm việc hơn. Mọi chuyện dường như êm xuôi khi Minh không còn thấy hồn ma đó nữa. Công việc cũng tốt hơn anh được tăng ca nhiều hơn. Số nợ công ty đã trả xong, còn nợ ông hai cũng đã trả được một nửa. Ngày ngày, Minh đi làm, tôi đến lại nói chuyện với Hạnh. Anh trông mong từng ngày để gặp Hạnh. Minh nhớ lại những ngày anh cùng Hạnh đi dọc những vuông tôm, lèn lén kéo lên vài con để nướng ăn. Minh lột vỏ tôm, khét nên mặt mũi dính than tèm lem. Hạnh nhẹ nhàng lấy tay lau cho Minh, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của hạnh minh rảo rực vô cùng anh đặt tay lên vai hạnh kéo cô lại phía mình mặt anh kề sát mặt hạnh khẽ hôn lên chán cô đôi bàn tay tham lam bắt đầu lướt nhẹ xuống đến cổ rồi luồn vào khe ngực nhưng hạnh giữ tay anh lại cô không muốn hai người đi quá giới hạn lúc này anh cũng tôn trọng cô nên lại thôi đừng anh chắc em mà biết sẽ la đó Em có thương anh không? Hạnh ngập ngừng nói. Có ạ. À? Minh sung sướng trong lòng. Anh cũng thương em lắm. Mà anh sợ hoàn cảnh hai đứa mình khác biệt. Anh sợ không muốn đàn hộ đối. Hai người lặng lẽ nhìn nhau dưới buổi chiều tà. Nét mặt Minh thoáng chút buồn. Suốt những năm tháng xa nhau, mình vẫn nghĩ Hạnh cũng như mình. Dành hết tâm tư tình cảm cho đối phương. Làm bất cứ việc gì anh cũng nghĩ đến tương lai hai người về sau. Những lúc làm việc bị xếp la mắng, đồng nghiệp, người Nhật hiếp đáp mình cũng nhẫn nhịn. Về phần hạnh, khi quen Minh cô chỉ mới 18 tuổi, những cảm xúc đối với Minh có lẽ chỉ là nhất thời, hoặc cũng có thể do cô chưa phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu. Lại thêm Minh đi làm xa, nên tình cảm của cô dành cho anh ngày càng phai dần. Mặc dù vẫn mang tiếng yêu xa, vẫn hàng ngày nói chuyện với anh nhưng cô dường như chẳng có nhiều cảm xúc hạnh là một cô gái có nhan sắc con nhà khá giả nên có nhiều chàng trai theo đuổi công khai có thương thầm trộm nhớ cũng có một cô gái tuổi mới lớn đứng trước quá nhiều sự lựa chọn thì tình cảm đối với minh ít nhiều có sự lung lay và với hạnh sau bao ngày xa cách minh đã không còn là sự ưu tiên nhưng vì chưa gặp được người khác hợp ý nên cô vẫn qua lại với Minh. Tốt nghiệp lớp 12, cô cũng như Minh mang trong mình lý tưởng của tuổi trẻ là những cuộc hành trình cứ mang ba lô lên và đi. Cô cũng như Minh khăn gói bỏ lại sau lưng là quê hương, gia đình đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ tràn đầy khát vọng. Cô không hề biết lần đi đầu cũng sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy quê hương và ba mẹ mình. Xuân hạ thu đông qua đi, chớp mắt lại đến tháng tư, Minh trông chờ từng ngày để ra sân bay đón hạnh. Anh sang Nhật thấm thoát đã hai năm, số nợ anh vay cũng đã trả xong, Minh để dành được một khoản tiền tiết kiệm. Vừa biết được ngày hạnh bay, anh chú đáo chuẩn bị cho cô tất cả mọi thứ. Anh dự định sau khi cô ổn định sẽ đưa cô đi ăn uống vui chơi trước khi cô vào học chính thức. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người thấy sự vui vẻ, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Minh mấy hôm nay thì hỏi Làm gì mấy hôm nay mày vui vậy Minh? Minh tủm tìm cười đáp Sao cảm được chân ái của đời tôi rồi? Một người khác lại nói Có tình yêu, cái con người nó khác hẳn nè, chàng trai. Mọi người phá lên cười vì sự ngây ngô pha lẫn chút đáng yêu của chàng trai trẻ. Rồi ngày ấy cũng đến, Minh xin nghỉ phép ra đón hạnh ở sân bay. Từng giây, từng phút Minh hồi hộp chờ. Cánh cửa tự mở ra, hàng lớp người đi ra. Minh căng mắt, nhìn quanh tìm người thương. Hạnh bước ra, cô mặc mỗi chiếc áo len màu hồng phấn, chiếc váy trắng chân xếp ly, gương mặt dạng dỡ bước ra. Cô vẫn đẹp xinh như ngày nào. Minh gọi to tên Hạnh. Hạnh, Hạnh, anh ở đây này. Hạnh cũng giảng dỡ đáp. Anh Minh, em có mang cho anh mấy lọ tinh dầu này. Hai người nhìn nhau cười tươi rạng rỡ Minh ôm chầm lấy Hạnh cho thỏa bao ngày nhung nhớ xa cách. Anh theo đoàn du học sinh của cô về đến nơi ở mà bên trường đã sắp xếp sẵn cho. Bạn bè nhìn Hạnh bằng đôi mắt ganh tị vì có anh người yêu vừa dễ thương vừa chu đáo như Minh sau khi hạnh ổn định mọi thứ, anh dẫn cô đi ăn những món đặc trưng của Nhật Bản như sushi, sashimi, mì ramen. Dẫn cô đến tòa tháp cao nhất thành phố Sapporo, ngắm cảnh thành phố về đêm. Hai người dắt tay nhau đi dưới những tán cây anh đào đang nở. Loài hoa này là biểu tượng quốc hoa của Nhật Bản, tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng, nên được các samurai yêu thích từ ngàn xưa. Hoa và người hòa quện vào nhau, hoa ra đi tức là hoa rụng, nhưng hoa anh đào lại cũng đẹp nhất là khi hoa rụng. Khi rụng, hoa anh đào không rụng như những loại hoa khác, cuống hoa không vội lìa cành, không rơi rụng từng đóa hoa, mà hoa lại rụng từng cánh hoa một. Năm cánh hoa lần lượt thay phiên nhau nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió thổi. Cánh hoa đã nhẹ, đã mỏng, sắc hoa màu trắng hồng tung bay theo làn gió, trông như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi và mùa đông nhật bản những lúc ấy người ta mới cảm nhận được cái đẹp trọn vẹn của hoa anh đào nở người nhật có một câu nói rất hay đó là nếu không có hoa anh đào trên đời này thì chắc ta đã có thể trải qua mùa xuân với cảm giác ôn hòa rồi tất nhiên ý câu nói phải chi không có hoa anh đào thì tốt biết mấy không phải là những lời thật lòng đó là tâm ý thể hiện ngược cái cảm giác nuối tiếc vẻ đẹp của hoa anh đào với ý này hoa anh đào tuyệt đẹp ơi xin đừng úa tàn mà hãy cứ nở rộ mãi như thế nhé tất nhiên ai đã từng sống ở nhật đều ít nhất ngắm hoa anh đào nở một lần nhưng hai năm qua minh chưa từng đi ngắm hoa vì anh chỉ muốn đi cùng hạnh với anh hoa anh đào cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như không có cô cũng đủ thấy tình yêu anh dành tặng cho hạnh lớn đến như thế nào mọi thứ với minh thật hạnh phúc từ khi có hạnh ở bên hàng tuần anh lại bắt chuyến tàu sớm nhất để đến chỗ hạnh ở cả hai vẫn đi chơi hẹn hò để anh bù đắp những ngày xa cô ở việt nam anh nấu cho cô những món ăn quê hương anh cũng không cho cô đi làm thêm quá giờ bắt cô phải tập trung vào việc học trong khi bạn bè hạnh phải làm đến hai ba công việc mới đủ trang trải tiền phí sinh hoạt thì Hạnh chỉ cần làm thêm một công việc duy nhất ở cửa hàng tiện lợi. Nếu cô thiếu, mình sẽ cho cô thêm tiền tiêu. Với mình thì đó là sự quan tâm chăm sóc, nhưng với Hạnh thì cô cảm thấy đó là một sự quản thúc. Mình quan tâm quá nhiều vào cuộc sống của cô, làm cho cô cảm giác mình không có không gian riêng tư. Ban đầu cô cố gắng lở đi vì nghĩ có được người quan tâm chăm sóc mình giữa nơi đất khách quê người cũng là một niềm an ủi nhưng cô vẫn rất khó chịu vì sự quan tâm thái quá của mình một lần vì mâu thuẫn xảy ra hạnh đem hết suy nghĩ trong lòng nói thẳng với mình em lớn rồi em không thích cái cách anh quản thúc em như vậy em tự biết mình phải làm gì không cần anh phải chỉ em là phải làm cái này em phải làm cái kia anh anh chỉ muốn tốt cho em thôi hạnh bức xúc nói em biết nhưng em khó chịu lắm anh có biết không với lại em với anh chưa là gì của nhau hết Em đừng làm như vậy nữa được không Minh Thôi được rồi Anh xin lỗi Là lỗi của anh Quan tâm em là lỗi của anh Yêu em cũng là lỗi của anh Nói xong Minh quay đi bắt tàu về lại nhà Suốt ngày hôm đó Minh như người mất hồn Anh suy nghĩ rất nhiều Mọi chuyện thay đổi khi có sự xuất hiện của người thứ ba là Duy. Anh cũng là du học sinh đã tốt nghiệp, và đang làm kỹ sư cho một công ty lắp ráp linh kiện điện tử duy là khách hàng quen thuộc của cửa hàng nơi hạnh làm việc vì nó gần nhà anh ở chẳng biết vô tình hay cố ý lúc ca hạnh làm thì duy lại đến mua đồ cùng là người việt xa xứ nên giữa hai người có chút đồng cảm hai người lân la trò chuyện rồi duy xin tài khoản like của hạnh hôm hai người cãi nhau thấy hạnh buồn nên duy hỏi thăm qua dòng tin nhắn Sao hôm nay buồn thiêu về cô bé? Em có gì đâu. Có tâm sự gì thì cứ nói đại ra đi. Giữ trong lòng, bụng sẽ bự lên đó. Mất sáng đó nhà Cái anh này, em mới cãi nhau với bạn. Là bạn trai hả? Dạ, ấy kỳ lắm. Cứ thích quản chuyện của em. Em đâu còn con nít chứ. Yêu nhau phải cho nhau không gian riêng tư. Đàn ông như vậy, người ta gọi là gia trưởng đó. Em sẽ khổ lắm nếu làm vợ anh ta anh nói vậy thôi cho nên anh ta thương em thì sẽ thay đổi về em thôi cố gắng lên như cô bé qua vài lần nói chuyện thì hạnh biết được duy là con nhà khá giả ba mẹ anh đều là bác sĩ giáo viên thuộc dạng có địa vị cao trong xã hội anh sở hữu gương mặt khá điển trai vóc dáng cao thư sinh làn da trắng hồng do sống nhiều năm ở xứ lạnh trong lòng một cô gái trẻ như hạnh sao tránh khỏi sự so sánh giữa minh và duy quả là một trời một vực duy vừa đẹp trai có học thức lại giàu có đúng chuẩn hình tượng nam thần mà mọi cô gái đều ước mơ còn minh anh chỉ có hai bàn tay trắng một trái tim chân thành nhưng đó không phải là thứ hạnh mong muốn duy quan tâm tôn trọng ý kiến của cô còn minh chỉ biết sắp đặt sẵn mọi thứ cho cô anh không cần biết cô có đồng ý hay không những buổi gặp mặt với minh ngày càng ít thay vào đó là những buổi hẹn hò đầy lãng mạn với Duy. Duy có xe hơi, có tiền, khi thì đưa cô đến ngắm núi, khi thì đưa cô đến công viên giải trí hoặc vườn trái cây. Hạnh muốn mua thứ gì, Duy sẽ cho cô thứ đó, điều mà Minh không thể cho cô. Minh cũng cảm nhận được sự thay đổi của người yêu. Anh chở cô đến tối muộn thì bắt gặp Duy đưa cô về. Ba người ngượng ngùng nhìn nhau, ánh mắt Minh buồn rười rượi hạnh biết đến lúc phải nói rõ ràng mọi thứ với minh cô hẹn anh ở quán cà phê nơi mà hai người vẫn hay hẹn hò cô nói thẳng vào vấn đề em không muốn tiếp tục nữa mình chia tay đi vì anh ta phải không chẳng lẽ tình cảm của mình bao nhiêu năm không bằng mấy tháng ngắn ngủi quán tai sao minh mặt đỏ bừng nghẹn ngào không nói được tiếp do em và anh không hề hợp nhau anh thích làm chủ mọi việc còn em thích sự tự do ngay từ đầu mình đã sai rồi ở bên anh ấy em cảm thấy em được là chính em anh nói em thay lòng cũng được vì từ trước đến giờ em chưa từng yêu anh khi người ta đã muốn kết thúc thì có thể tìm ra trăm ngàn lý do để rời đi như một tiếng sét đánh vào tai vào tim minh chứ không phải em thấy người ta giàu có hơn anh nên em chọn người ta sao minh không kiềm chế được nữa khóe mắt anh bắt đầu rơi lệ Xung quanh mọi người bắt đầu chú ý đến đôi trẻ nói tiếng ngoại quốc, bắt đầu to tiếng qua lại với nhau. Hạnh lạnh lùng nói, Em muốn nghĩ ra cũng được, tùy anh. Em mong anh tìm được người khác xứng đáng với anh hơn em. Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em thời gian qua. Em xin lỗi. Nói rồi cô đứng lên ra về, bỏ lại Minh một mình với cõi lòng tan nát. Đến khi quán sắp đóng cửa anh mới chịu về, Ông trời dường như cũng hiểu được tâm trạng của anh nên đổ trận mưa rất to để che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt anh đau rát. Trong khoảnh khắc này, anh bất mãn với tất cả mọi thứ. Anh tự hỏi tại sao mình lại sinh ra cho một gia đình nghèo khó, tại sao bao nhiêu cố gắng của mình không bằng một phần nhỏ những cái mà ông trời thiên phú cho Duy. Tại sao tình cảm anh dành cho hạnh bao nhiêu năm không bằng vài ba tháng gặp gỡ của người ta bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ ám ảnh trong đầu minh lời chia tay đơn giản đến vậy sao mình không cam tâm để mất người yêu như vậy nếu cô không là của anh thì cũng không được phép là của ai khác âm thầm lên kế hoạch anh đến cửa hàng mua một số thứ để giết chết hạnh để cô mãi mãi là của riêng anh minh mua một con dao nhỏ một cuộn màn bọc thực phẩm Âm thầm chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay. Thời cơ cuối cùng cũng đã đến. Người bạn ở trong nhà với Minh đi chơi xa. Minh nhờ Hạnh đến nhà dịch dùm anh mẫu giấy tiếng Nhật để anh đi đăng ký khám sức khỏe. Hạnh thấy anh vui vẻ, nghĩ anh đã quên chuyện giữa hai người và xem anh như một người bạn thân nên cô nhiệt tình đến giúp, không mảy may nghi ngờ. Một bàn tiệc được Minh chuẩn bị đón Hạnh có món bistec rượu vang hồng có cả nến và hoa loại hoa oải hương mà cả anh và cô đều rất thích hương thơm tràn ngập cả căn phòng minh đã âm thầm bỏ thuốc mê và ly rượu của hạnh sau khi giúp minh dịch xong mẫu giấy cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn không gian lãng mạn vô cùng nhưng rất tiếc hai người đã không còn là người yêu của nhau anh kể lại những kỷ niệm trước đây của hai người cô hơi ngượng ngùng nhưng không muốn làm anh mất hứng nên chỉ khẽ mỉm cười. ly rượu vang cạn dần mắt cô cũng mở đi thấy hạnh đã hôn mê minh tiến lại gần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng lên vì rượu của cô càng khiến anh mê mẩn càng nhìn anh càng thích thú như một đứa trẻ vừa được mẹ cho một món đồ chơi yêu thích anh vuốt ve mái tóc khuôn mặt rồi bờ môi đỏ hồng của cô những việc anh chưa từng làm trước đây Minh trói tay chân hạnh rồi cho vào chiếc tủ âm tường miệng dán băng keo đen. Đến khi hạnh tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô thấy là hình ảnh những chiếc lọ tinh dầu chất đầy trên chiếc kệ gỗ. Thân thể cô mệt mỏi dã rời, lại trần trụi không mảnh vải che thân. Tiếng cựa quậy của cô khiến mình nghe thấy. Anh mở cửa bước vào, tay cầm một lọ tinh dầu, vừa đi vừa ngửi ra vẻ rất sảng khoái. Mắt Minh chăm chăm nhìn cô nói: Em thích không gian này chứ? Chỉ có anh và em, người yêu em nhất trên thế gian này. Minh vừa nói vừa tháo miếng băng trên miệng cô ra. Anh làm gì vậy? Minh, thả em ra, thả em ra đi mà. Minh chỉ nhìn hạnh mà không trả lời, dùng lọ tinh dầu trên tay, anh xịt khắp thân thể cô rồi hít hà từng hơi rất sảng khoái. Thả tôi ra Anh là tên biến thái Sao Sao anh lại làm vậy với tôi chứ Vì em là của anh Anh làm vậy với vợ tương lai của mình Thì có gì là quá đáng chứ Anh thả cho em đi Em xin anh đấy mình à Hạnh lắc đầu van xin Thả em ra Để em lại đến bên cái thằng công tử đó à Anh đó chả biết Nó chỉ coi em như trò rơi qua đường thôi Chỉ có anh đây Mới yêu em thật sự thôi vừa nói minh vừa kích động sờ soạng khắp người hạnh dường như đã quá sức chịu đựng hạnh định la lên thì bị minh dùng tay bịt miệng lại với tay cầm con dao nhọn không chần chừ đâm thẳng vào đùi cô hạnh muốn thét lên nhưng âm thanh đã bị chặn lại ở cổ họng hai hàng nước mắt cô ứa ra đau đến thấu xương minh từ từ rút dao ra anh quỳ xuống nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ướt cả một góc căn phòng với tay lấy lọ tinh dầu đã sử dụng hết nước bên trong, anh hứng từng giọt, từng giọt máu của Hạnh, cho đến khi đầy chiếc lọ. Hạnh đau đớn ngất lịm đi. Anh dán miệng cô lại rồi cầm theo lọ máu kia đi. Ra ngoài phòng bếp, mình nấu một ít nước sôi. Anh cắt nhỏ từng nhánh hoa oải hương cho vào nồi. Đợi đến khi hoa ra hết màu, thì mình vớt xác hoa ra một bên. Anh cho tiếp một ít nến khô và tinh dầu vào khuấy đều cho đến khi hương thơm thoang thoảng bốc lên. Mình tắt bếp, cuối cùng anh cho thứ quan trọng nhất, đó chính là máu của hạnh vào. Đợi đến khi nguội lại, thứ nước hỗn hợp khi đốt lên sẽ tan chảy ra. Anh cho vào những lọ rỗng đã chuẩn bị sẵn. Thế là đã hoàn thành xong lọ tinh dầu mùi máu do chính Minh tự chế. Đến ngày thứ hai, mình vẫn để hạnh như thế. Cô vì mất máu nên cũng không còn sức để kêu la chống cự mặt trắng bệch. Thứ cô cảm thấy sợ hãi nhất chính là nhìn thấy nụ cười của Minh. Nó không còn là nụ cười hiền hòa của anh trước kia nữa, mà là nụ cười của ác quỷ. Nó ám ảnh hạnh đến cả trong giấc mơ. Anh vẫn ngồi đó nhìn cô mỉm cười đầy man dở Trong chiếc tủ nhỏ tối tăm, cô không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Giây phút này, cô nhớ đến hình ảnh ba mẹ, nhớ làng quê, nhớ những vuông tôm rộng mênh mông của cha cô và nhớ cả minh ngày mới quen anh thật thà chất phác chỉ vì cô mà anh trở nên như vậy rồi cô khóc ngày thứ ba trôi qua người bạn cùng nhà sắt trở về minh biết không thể để hạnh trong phòng mình như vậy được sẽ dễ bị phát hiện ban đầu anh định sẽ nhốt cô vào căn nhà kho đối diện nhưng anh chợt nghĩ chỗ có thường hay có mấy con cáo hoang chui vào cô có thể bị cáo ăn thịt hoặc bị người khác phát hiện anh bối rối chưa biết phải làm sao thì anh thấy đống tuyết cao phía dưới nhà đứng ngay cửa sổ phòng anh có thể thấy được ở vùng hokkaido của nhật bản mùa đông đến khi tuyết rơi quá dày thì người ta sẽ dùng xe quét tuyết gom thành một đống lớn để ở những nơi ít người xe qua lại có khi tuyết cao bằng một ngôi nhà căn hộ minh ở nằm ở cuối đường đống tuyết cao ấy ngoài những người công nhân lái xe dọn tuyết ra thì hầu như không ai đến đúng là nơi lý tưởng để giấu xác hạnh vậy là đêm đó anh dùng màng ni lông bọc thực phẩm quấn quanh thân người hạnh để chắc chắn cô không thể dùng tay chân để cào tuyết ra mà trốn thoát xong mang hạnh ra ngoài đào một cái hố lớn để vừa thân hình hạnh anh mở khăn nhìn cô lần cuối anh sẽ chôn sống cô dưới lớp bằng tuyết lạnh lẽo kia dưới thời tiết lạnh âm độ mà cô thì không có một mảnh vải che thân cô lúc này đã tê dại như một cái xác không hồn ném cô vào anh lạnh lùng xúc từng xẻng tuyết chôn vùi đi người con gái anh yêu sâu đậm anh đắp lên một lớp tuyết rất dày như dự tính của anh sáng mai người lái xe dọn tuyết sẽ tiếp tục xúc tuyết phủ lên nên tuyết sẽ càng thêm dày đặc thời tiết lạnh sẽ làm cơ thể hạnh đông cứng quá trình phân hủy sẽ chậm lại như người ta ướp lạnh một miếng thịt heo cũng sẽ không có mùi hôi thối bốc lên làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Quả là diệu kế. Đợi đến khi hết mùa đông tuyết tan thì anh cũng đã hết hợp đồng về nước. Cái xác có bị phát hiện cũng sẽ không ai nghi ngờ anh. Dùng điện thoại của Hạnh đăng một đoạn tớt nội dung là cô đã về Việt Nam để bạn bè của Hạnh và Duy không nghi ngờ. Sau đó, giấy tờ và điện thoại của Hạnh anh vứt xuống một cái cống cách rất xa nơi đó. Xong xuôi mọi chuyện, anh bình thản về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ trước khi ngủ anh không quên nhỏ vài giọt tinh dầu được chiết xuất từ máu của hạnh và máy để xông thứ mùi hương kinh tởm ấy lần khắp phòng làm anh thấy rất sảng khoái và dễ chịu hàng ngày sau khi đi làm về anh vẫn đứng từ cửa sổ nhìn xuống đống tuyết nơi xác hạnh đang nằm lòng anh bình thản vì nghĩ từ đây hạnh đã thuộc về anh mãi mãi đã hơn một tháng kể từ ngày Hạnh đăng Facebook nói về Việt Nam, bạn bè và cả Duy đều không liên lạc được với cô. Duy lo cho cô lắm vì Hạnh đã nghỉ học hơn tháng rồi. Nhà trường cũng đã gửi thông báo, cảnh cáo nếu cô cứ tiếp tục nghỉ như vậy sẽ không được phép thi. Anh đến tìm Minh hỏi, thì Minh chỉ trả lời rằng anh cũng không liên lạc được với Hạnh. Duy hoang mang lắm nhưng cũng đành thôi vì anh cũng còn công việc riêng của mình Cuối tuần này Duy bồn trồn trong lòng nóng gian mà không hiểu vì sao. Linh tính mách bảo cho anh rằng hạnh không về Việt Nam. Vì anh không hề nghe cô nói gì về việc này và nếu hạnh có về cũng sẽ nói trước với anh. Anh đến ký túc xá của Hạnh hỏi thăm. Vào phòng cô thì anh thấy một miếng giấy nốt nhỏ được ghim trên tường với dòng chữ. Thứ sáu, đi sang nhà dịch thuật dù minh. Thứ sáu, ngày cuối cùng cô nhắn tin cho anh. Duy nghi ngờ nên hỏi thăm bạn bè của Hạnh về địa chỉ nhà Minh. Lái xe đến địa chỉ nhà Minh, anh đậu xe bên đường rồi lững thững đi bộ về phía căn nhà cuối cùng của Minh. Đi từ xa, Duy đã thấy đống tuyết cao ngang mái nhà kia. Không biết điều gì đã khiến anh đứng lại nhìn vào đó một lúc, một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng Duy. Gió tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết to táp vào mặt khiến Duy đào rát một bên má cả cơ thể anh run lên vì lạnh. Duy bình tĩnh trở lại rồi mở cửa hành lang bước vào. Anh không hề hay biết rằng xác bạn gái mình đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết oan nghiệt kia. Đi thẳng đến trước cửa bấm chuông, bạn cùng phòng với Minh ra mở cửa. Cho hỏi, phải nhà của Minh không vậy? Ở à, đúng rồi, anh tìm Minh sao? Bỏ anh vào. Minh, có người tìm này. Duy bước vào nhà, gặp Minh đã nhận ra ngay. Mình với điệu bộ không muốn tiếp người khách này nên cũng trả thèm mời nước. Di cũng lơ đi việc đó, anh cất tiếng trước. Hôm thứ sáu anh có sang đây phải không? Có, em ấy dịch dùng tôi vài mẫu giấy rồi đi về rồi. Mấy hôm nay tôi không thấy cô ấy đến, nên hỏi thăm dạo cuối gặp chuyện. Anh quen người nhà cô ấy, anh gọi về hỏi xem, cô ấy có về Việt Nam không giúp dùng tôi. Mình hơi hoang mang, trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. Em hãy có nói với tôi là sẽ về Việt Nam bất ngờ cho gia đình. Anh hỏi nhiều qua làm gì? Hôm qua tôi còn thấy bác hai Trà Hạnh post lên Facebook ảnh hai cha con chụp chung mà. Anh không cần phải lo đâu. Ờ, à, ờ, à, anh nói vậy thì yên tâm rồi. Thôi, chào anh. Duy không mảy may nghi ngờ, anh đi về tiếp tục công việc thường ngày. Mọi thứ vẫn trôi qua yên ả với Minh cho đến ngày thứ 49 kể từ ngày hạnh chết. Oan hồn hạnh bắt đầu hiện về. Những người hàng xóm chung khu anh ở lại thấy một cô gái thấp thoáng đứng đầu cuối đường, cứ đi lên đi xuống chỗ đông tuyết ấy. Người ta lại nghĩ cô gái thích nên ra nghịch tuyết nên cũng không mấy quan tâm. Người công nhân thu gom tuyết sáng sớm khi mọi người vẫn chưa đi làm thì ông đã cặm cụi lái xe xúc từng xe tuyết đổ lên đống tuyết ấy. Hôm nay cũng vậy, khi lái xe đến đầu khu nhà Minh ở, thì thấy một cô gái đang bò từ trên đống tuyết cao xuống. Vừa bò, hai tay cô vừa bới móc khiến tuyết lở xuống khá nhiều. Người công nhân bực bội chửi thề bằng một câu tiếng Nhật, rồi lái xe lại gần định nhắc nhở cô gái. Chiếc xe máy xúc từ từ tiến lại. Người công nhân vừa quay mặt mở cửa xe bước xuống thì đã không thấy cô gái. Ông rụi rụi mắt nhìn kỹ lại, thì quả thật không có ai xung quanh đống tuyết vẫn y như vậy, không hề có dấu vết gì của những việc cô gái đã làm. Ông thầm nghĩ, không lẽ mình hoa mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn cơ mà, ai lại ra chơi tuyết giờ này. Quay lại làm tiếp công việc của mình, nhưng ông không hề biết rằng, ở phía cuối đường nơi đống tuyết ấy, vẫn còn một ánh mắt luôn nhìn theo ông. Anh bạn ở cùng nhà với Minh, hôm ấy tăng ca về đã hơn 8 giờ tối, về đến cửa mở cửa vào hành lang ở nhật người ta thường xây hành lang trước rất rộng đóng cả cửa kín để phủi sạch tuyết trên cơ thể trước khi vào nhà anh đi từ xa thì đã thấy tầng trên nhà anh có một cô gái đứng nhìn xuống chỗ anh anh thầm nghĩ trong lòng nhà trên mình trước giờ không có ai ở không lẽ có người mới dọn vào mà trở lại gần chết không vô nhà mà đứng đó chi vậy trời không vào nhà mà anh đi thẳng lên chỗ cô gái. Lạ lùng thay, khi anh vừa đi đến cửa cầu thang thì thấy tầng trên không hề mở đèn. Bật công tác đèn hành lang thì thấy cửa nhà trên vẫn khóa ngoài. Vừa gãi đầu vừa đi xuống nhà mình mà lòng rất hoang mang. Về phần minh, có lẽ do sợi dây chuyển có mặt Phật quan âm đeo nên anh không thấy hồn ma của hạnh. Có lẽ do oán khí quá lớn, càng ngày oan hồn hạnh càng phá phách, Cô đi loanh quanh khu xóm với khuôn mặt đầy máu me. Đêm đến, mình với anh bạn cùng phòng nghe tiếng bước chân của Hạnh đi ngoài phòng khách. Mình nhớ rõ ràng, mình đã mở lò sưởi trước khi ngủ. Nhưng khuya đến, cả nhà lại lạnh rung. Bật sáng tất cả các đèn trong nhà lên. Mình với anh bạn kia mới dám đi ra xem lò sưởi đã bị tắt từ khi nào, không biết. Mình cũng đã biết sợ, nhưng anh tự nhổ rằng chỉ còn vài tháng nữa là anh về Việt Nam rồi nên chắc sẽ không sao. Anh bạn kia sợ quá nên không dám ngủ một mình và đòi sang ngủ chung với Minh. Minh đành phải đồng ý. Hai người nằm chung trên chiếc giường chật ọp ẹp. Đang ngủ thì Minh cảm thấy lồng ngực mình nặng nề không tưởng. Dường như là có hai ba người đang đẻ lên vậy. Anh muốn mở mắt ra nhìn nhưng cố mãi mở mà không được. Minh quơ quào hai tay hai chân cố đẩy thứ trên người mình ra tay chân anh lạnh cóng như có người cầm nước đá trả lên sống lưng mình vậy bỗng nhiên mình nghe một cái bốp mặt anh đau rát bên tai anh nghe tiếng anh bạn kia gọi mình mình tỉnh dậy tỉnh dậy đi mở được hai mí mắt nặng nề lên mình thấy anh bạn kia hoang mang lo sợ nhìn mình mình sợ lắm nhưng sợ anh kia nghi ngờ nên nói À, tào mờ thấy ác mộng thôi, không sao đâu. nghe mày la to quá, để tao tát cho tỉnh, có khát được không? tao lấy cho. ừ, lấy dùng tao miếng đi. trong lúc anh kia đi lấy nước, minh nhìn quanh khắp phòng, rồi dừng mắt nơi cái tủ chỗ anh nhốt hành. bất giác minh cảm thấy ớn lạnh. đêm đó hai người thức suốt đêm, không ai dám ngủ nữa. sáng hôm sau khi anh đi làm với cặp mắt thâm quầng, đầu óc cứ nghĩ đến hồn ma của hạnh. Tay chân anh cứ lóng ngóng làm việc, gì là hư việc đó. Lái xe chở hàng vào kho đông, Minh lại thấy một cái bóng lướt qua trước xe. Minh giật mình dừng lại, thì thấy đó chính là Hạnh. Cô không mặc gì trên cơ thể máu chảy từ hai khóe mắt Hạnh, làm Minh thấy hoảng loạn. Cô lướt gần xe nơi Minh đang ngồi, anh mím chặt môi, đạp mạnh chân ga. Cả công ty nghe một tiếng đùng giật lớn, ngay sau đó là tiếng la thất thanh, mọi người chạy về nơi phát ra âm thanh thì thấy cảnh tượng đáng sợ. Ba người Nhật nằm dưới đất, chân thì kẹt dưới bánh xe chở hàng. Các rổ đựng cua văng tứ tung, cua thì bỏ ngổn ngang dưới sàn. Minh thì từ ngồi trên xe chết lặng. Mọi người xuống lại nhấc chiếc xe lên kéo bãi ra. Tiếng gọi của anh bạn cùng nhà là Minh tỉnh lại. Trời ơi! Minh! Sao mày còn ngồi đó? Gãy chân người ta rồi kia kìa. mau xuống phụ đi lớn chuyện rồi phía này đền tiền đã luôn minh nhìn rồi hốt hoảng phóng xuống xe phụ mọi người nhiều người xúm lại vào nhau xui rủi thế nào va chạm lại khiến sợi dây chuyền của minh rơi xuống bị một người khác đã văng để mất mọi người thành công kéo được bãi ra thì một bên ống khuyền đã gãy làm đôi bà người nhật khóc la dữ dội vàng khắp cả cái xưởng lớn xe cấp cứu vừa đi khỏi thì Minh lầm lỗi ngồi ở một góc phòng. Anh biết mình vừa gây ra chuyện lớn. Nhìn quanh, mọi người nét mặt ai cũng còn sợ hãi vì chứng kiến sự kinh hoàng vừa xảy ra. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất với Minh lúc này. Chuỗi ngày kinh hoàng của anh vừa mới chỉ bắt đầu. Về tới nhà, Minh ngồi thử một chỗ, chả buồn làm việc gì. Anh bạn cùng phòng thấy tội nghiệp nên nấu rồi ép Minh ăn một bát cháo mình nhìn bát cháo thịt băm nóng hổi còn bốc khói thơm phức trước mặt, mình vô thức múc một muỗng đưa lên miệng, chưa kịp nuốt thì một mùi tanh tưởi lan tỏa khắp cổ họng của mình, màu cháo lòng lúc này đã trở thành màu đỏ tươi của máu. đúng rồi, mùi hương rất quen thuộc là mùi tinh dầu làm từ máu người mà mình rất thích, nhưng lúc này mình thấy nó khó chịu vô cùng, nôn hết cả da sản. Minh hất tung bắt cháo kia đi miệng la máu máu rồi chạy vào phòng đóng cửa lại lên giường trộm chăn kín mít mệt mỏi Minh thiếp đi lúc nào không biết nhưng khi vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ thì hình ảnh hạnh lại hiện ra trong đầu Minh cô với khuôn mặt nở nụ cười đầy ma quái chiếc đùi đầy máu me quấn lấy người Minh nói với giọng đầy âm vang như ở cõi xa xăm vọng về tại sao anh lại giết em lại chôn sắc em dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo okay. kia em lạnh lắm anh có biết không thần chí minh lúc này đã không còn tỉnh táo anh hét lớn không không buồn tôi ra tôi, Ta mạng tha mạng cho anh đi hạnh à, anh biết sai rồi à, anh xin lỗi em chẳng phải anh nói yêu em lắm sao lại đây với em đi Lại đây Không, ta cho anh đi à, Anh thương em, anh thương em mà Đừng nhát anh nữa Oan hồn hạnh cười rú lên để kinh dị Cô dùng đôi bàn tay dính đầy máu kia Bóp chặt lấy cổ Minh mà rít lên Anh phải chết để đến với em Chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi Không phải anh muốn như vậy lắm sao giọng nói và tiếng cười cứ văng vẳng bên tai minh vùng vẫy la hét thất thanh làm cả nhà hàng xóm cũng nghe thấy anh bạn cùng phòng chạy sang lay gọi minh dậy minh lúc này đã không còn tỉnh táo gương mặt bơ phở ngơ ngác như một đứa trẻ anh không ngủ cũng không đi làm được một tuần như vậy cơ thể minh đã không còn chịu nổi được nữa anh ốm đi trông thấy khuôn mặt hốc hác thấy rõ bên công ty và nghiệp đoàn bàn nhau cho anh về nước trước hạn hợp đồng chứ để anh lại không làm được việc mà còn thêm gánh nặng nữa về phần bà đồng nghiệp người nhật bị binh cán gãy chân cũng chấp nhận không bắt minh phải bồi thường chỉ cần anh xin lỗi là được mọi người cảm thấy thương cảm cho mình lắm nhưng đâu ai biết được tội ác mà mình đã gây ra nhưng người ta vẫn thường nói lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát là vậy và rồi anh đã phải trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra đêm trước khi minh về việt nam là một đêm bão tuyết tuyết bay mù mịt cả một vùng cánh cửa sổ phòng minh bị gió đập lên hồi phát ra âm thanh như tiếng hú ghê rợn minh ngồi đó sợ hãi chạy lại đóng rèm cửa sổ thì nhìn thấy dưới đống tuyết có một đôi tay từ dưới mòi lên rồi từ từ một cái đầu ngoi lên nhe răng cười với minh trong phòng lúc này mùi tinh dầu thoang thoảng bay lên minh ngồi bịch xuống đất hai mắt trợn trừng, anh dùng chiếc dao găm nhỏ ngày trước đâm hạnh, cắm xuống đùi mình, đúng cái vị trí mà hạnh đã chịu đựng. Mình đau đớn hét lên, nước mắt nước mũi rơi lã trã, cận kể cái chết, bản năng trong mình trỗi dậy, anh tung cửa bỏ chạy. Một bên đùi đang chảy máu đầm đìa, anh vẫn lắc nhắc chạy, xuống hết cầu thang anh vẫn nghe tiếng bước chân hạnh theo sau. Mình, anh đi đâu vậy? Ở lại đây với em." Minh nhắm mắt lại, định niệm chú để thoát khỏi oan hồn của Hạnh. "Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn." Phía sau oan hồn Hạnh cười lớn tiếng, khanh khách ghê rợn rít lên từng tiếng. <laughs> "Anh niệm <em> Phật sao? <laughs> Lúc anh làm chuyện ác sao không thấy tâm anh hướng đến Phật pháp?" Rồi khi anh khổ sở Anh lại nghĩ đến Đức Phật Đức Phật tử bi Nhưng không có nghĩa Là có thể dung túng cho sự ác độc của anh đâu Anh đừng niệm chi cho mất công Sự sợ hãi Làm anh không định hướng được Ra khỏi hành lang Lại chạy về phía đống tuyết Nơi chính tay anh đã trồn xác hạnh Cô đứng trên đỉnh Nhìn xuống gọi tên anh Dòng máu tươi đã thấm ướt cả một vùng tuyết trắng anh nhìn oan hồn của hạnh ánh mắt trợn trừng trừng từ từ thiếp đi thứ anh cảm nhận được là mùi tinh dầu thoang thoảng bão tuyết vẫn nổi không ngừng mình đã nằm yên giấc ngủ sáng sớm hôm sau người ta thấy xác của một thanh niên đã bị bảy cáo hoang ăn hết một nửa thân giới và nội tạng đã mất sạch phần thân trên hướng về phía đống tuyết đầu đã bị chôn vùi dưới tuyết xác lạnh vẫn nằm yên dưới đống tuyết lạnh lẽo ấy có lẽ phải đến khi hết mùa đông tuyết tan người ta mới có thể tìm thấy cô về phần duy khi chờ mãi chẳng thấy tin tức gì của hạnh anh lại tìm đến nhà của minh thì được tin là minh đã chết anh thất thểu định trở về thì vô tình anh lại lướt mắt ngang đống tuyết ấy cái cảm giác lạ lại dâng lên trong lòng anh linh tính dưới lớp tuyết ấy chắc chắn có thứ gì đó vừa sợ vừa lạnh duy cố hết can đảm dùng hai tay bơi móc từng nắm tuyết lớn xuống hì hục một hồi lâu thì tay anh vô tình chạm phải một chỏm tóc đen chưa nhận ra được là thứ gì duy tiếp tục moi móc xung quanh thì anh giật mình té ngược về sau lăn từ trên cao xuống thứ anh nhìn thấy là một cái đầu lạnh cứng đã bị đông đá do để lâu dưới thời tiết lạnh duy khóc la thảm thiết Mọi người trong khu xóm nghe tiếng anh khóc thì chạy ra, thì cũng sợ hãi gọi điện báo cho cảnh sát. Duy bị bắt tạm giam, nhưng qua 48 tiếng điều tra, cảnh sát điều tra khám nghiệm thì kết luận Minh giết người yêu là Hạnh, rồi sau đó tự sát. Duy thay mặt gia đình hỏa táng Hạnh, rồi chính tay anh mang hũ cho cốt cô trở về Cà Mau, trao trận tay ông Hai Cảng. Ông Hai tay run run nhận hũ cho cốt của con gái, thì khóc lớn, vợ của ông cũng đau lòng mà ngất liềm đi ông nghẹn ngào cám ơn di rồi đặt hũ cho lên bàn thờ trước di ảnh của con di ảnh hạnh cười tươi rạng rỡ nét đẹp của tuổi đôi mươi vừa chớm nở thôi con về với tía má không đi đâu hết nữa nhé con câu chuyện cũng giúp những người trẻ chúng ta rút ra được một bài học trên tình cảm là thứ luôn cần được rõ ràng. Yêu hay không yêu cũng nên nói cho rõ để đối phương hiểu chứ đừng nên gieo hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng của đối phương. Và cũng chỉ có gia đình là nơi duy nhất để ta có thể trở về sau mọi biến cố. Một cái ôm ấm áp, một bữa ăn ngon, mọi thứ đều đáng trân quý. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, Chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay của tác giả Sư An. Và để tiếp theo chương trình chuyển chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Diễm Hằng. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình. Để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong không giờ phát sóng của chúng tôi vào 22 giờ hàng ngày. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện thứ hai trong buổi đọc truyện ngày hôm nay cũng qua giọng kể của truyện chiều. Chào các bạn, tôi là một người có đam mê viết lách, muốn đem những câu chuyện mình được nghe kể lại hoặc tự nghĩ ra viết lại nhằm giúp mọi người có những thời gian giải trí vui vẻ, quên đi mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh. Những câu chuyện tôi viết ra đều hầu hết mang tính chất giải trí, tấu hài, và những thứ tương tự. Nhưng hôm nay tôi muốn kể ra câu chuyện của tôi, của chính bản thân tôi đã trải qua mà đến hết cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Và ngày hôm nay tôi mới có đủ can đảm để ngồi mà viết lại. Năm 2018, tôi như bao con người trẻ tuổi khác, nhiệt huyết dâng trào, sách ba lô đi đến những vùng đất hứa tìm kiếm tương lai cho mình, mặc cho lời khuyên răn của cha mẹ sau hai năm đi ra đời và trải, bây giờ tôi mới thấm thế cái sự đáng sợ của người trưởng thành. Khi còn ở với cha mẹ thì vô tư, vô lo, vô nghĩ, buồn thì khóc, vui thì cười. Nhưng khi bước chân vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền, thì buồn cũng phải cười và vui thì cũng phải khóc. Ấm úc, tuổi khổ cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Cảm xúc nó không phụ thuộc vào mình nữa mà nó thuộc vào đồng tiền chi phối. Lúc ấy tôi mới cảm thấy thật sự hối hận vì khi còn trong vòng tay cha mẹ, không biết trân trọng những gì cha mẹ dành cho mình, lúc nào cũng nghĩ ấy là điều đương nhiên. Nhưng cuộc sống đầy sóng gió lại rèn rũa tôi thành một con người trưởng thành hơn và từ đó cũng biết yêu thương cha mẹ mình hơn. Hai năm bôn ba làm việc kiếm tiền, những cuộc điện thoại rồi những lần về thăm nhà cũng dần ít đi theo năm tháng tôi tìm thấy niềm vui mới khi có thêm vài đứa bạn ngày nghỉ là đi chơi tụ tập mà quên đi mất vẫn có hai người trông ngóng tôi từng ngày rồi cuộc đời tôi lại trôi nổi về đất bắc khi nghe mấy đứa bạn nói làm ngoài này lương cao lắm tôi lại như con thiêu thân bay đi không kiêng rẻ lửa dữ cho đến một ngày Hôm ấy là một ngày của tháng 6, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Tôi uể oải nhấc máy khi nghĩ như bao lần khác là những lời hỏi thăm lặp đi lặp lại, rồi những lời dặn dò nói đến cả trăm lẻ mấy lần. Dạ con nghe đây. Đầu dây bên kia không phải là mẹ mà là chị hai của tôi. Mẹ đang đâu đấy? Về đi, cháu nhập viện rồi kia kìa. Tôi tỉnh ngủ ngồi bật dậy sau cơn mơ màng. Cha làm sao chị? Sao đi nhập viện? Không biết, vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Sáng nay vào nhà vệ sinh mãi không thấy ra. Lúc sau, mẹ vào tìm thấy cha nằm ngất. Dưới đất toàn máu là máu. Tôi run rẩy. Vâng, à, vâng, em vào ngay. Đôi tay tôi lúc ấy run lên, nước mắt cứ thế lã trã rơi. Tâm trí dối bời, không biết làm gì. Cứ thế vỏ đầu bứt tai, Mất một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh lại, dùng điện thoại đặt vé máy bay, nhưng chuyến sớm nhất tôi có thể đặt nó lại là vào trưa ngày mai. Không thể ngồi đây chờ đợi, tôi lại tìm số xe khách, biết rằng sẽ lâu hơn nhưng mà đi trên đường còn hơn là ngồi một chỗ, và kết quả không có xe nào chạy giờ này. Tôi tức đến nỗi đập chiếc điện thoại xuống giường, nhét vài bộ quần áo và ba lô, tôi đi ra đường lớn muốn lên bến xe để bắt xe đi ngay trong ngày. Đang đứng đợi xe thì mẹ tôi gọi lại. Con ơi, không phải vào đâu. Cha mày bị lướt dạ dày mà. Cấp cứu xong rồi, không sao đâu. Tôi thở vào nhẹ nhõm, buông được tảng đá trong lòng xuống, nói chuyện với mẹ một hai câu, rồi trở về phòng trọ ngủ tiếp để đêm nay tiếp tục làm việc. Tôi không hay biết rằng ấy là lời nói dối của mẹ để cho tôi yên tâm làm việc. Thật ra lúc ấy cha tôi đã ung thư gan giai đoạn cuối, và bắt đầu di căn sang những cơ quan nội tạng khác thời gian lặng lẽ trôi tôi lại sống theo lối sống vô tâm của mình vẫn nghĩ là mọi chuyện bình thường và không có gì quá đáng ngại ba tháng sau tôi lại nhận được cuộc gọi từ nhỏ em út báo cha lại nhập viện cũng là nôn ra máu như lần trước tôi lần này bình tĩnh hơn ngồi đợi kết quả và vẫn như lần trước mẹ tôi lại gọi lại và nói là không sao rồi lại hơn 3 tháng sau đó cha tôi được đưa về Lào Cai yên bái vì ông bà nội vẫn sống ở đấy. Cha tôi nói muốn về nơi chơi với ông bà ít hôm. Phải năn nỉ mẹ tôi rất lâu bà mới đồng ý. Khi cha tôi về tôi cũng xin nghỉ một ngày chơi với ông. Tôi nhận ra ông đã già đi lắm, thân hình chắc khỏe không còn, chỉ sau 6 tháng bị bệnh, ông gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu cái bụng to phình lên một cách bất thường. Mẹ tôi khi ấy bận hai cái công trình phải hoàn thiện nên nói sau khi xong bà cũng về. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi lên vì là chưa bao giờ lên đây nên không biết đường, cả đêm cha tôi cứ gọi điện hỏi xem tôi tới đâu rồi. Từ Hải Dương lên Yên Bái tôi phải ngồi xe hết 7 tiếng đồng hồ, đã vậy lại ngồi xe đêm, tôi cố ngủ để không say xe nên khi cha tôi cứ tiếng gọi một lần làm tôi phát cáu tí nữa tới người ta bảo con cha không phải lo tôi nhận ra sự ngại ngùng của ông sau câu nói ấy của tôi ông chỉ ừ rồi nhẹ nhàng dặn nhớ là phải xuống chỗ ông đã dặn rồi cúp máy tôi có chút ân hận vì mình to tiếng nhưng cũng quên đi khi chìm vào giấc ngủ bốn giờ sáng xe thả tôi ở ngã ba huyện đội theo lời cha nói không cảnh hoang vu, không có lấy một cái đèn đường làm tôi sợ. Bỗng một cái bóng đen từ từ tiến tới gọi tên tôi. Hằng ơi! Tôi nhận ra, liền vui mừng. Con ở đây. Cha tôi không biết đứng đó từ bao giờ. Trời cuối năm lạnh như thế mà ông chỉ mặc mỗi chiếc quần mỏng và chiếc áo phao cũ sờn. Nhà ông bà ở đâu cha? Ở trên kia cơ. Để gọi thằng taxi nó trở lên. Thế cha đi bằng gì xuống đây? Cha tôi không đáp và tiến đến một chiếc xe đang đậu bên đường. Bên trong quả nhiên có người. Lúc ấy tôi mới biết ông đi bộ xuống đây đợi tôi vì sợ tôi đi lạc. Ngồi trên chiếc xe, tôi áng chừng đoạn đường cũng phải hơn hai cây số, lại còn đường dốc, trong khi cha tôi ngồi không cũng thấy thở phì phò khó nhọc. ấy vậy mà ông lại đi bộ xuống giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt vì lo cho một đứa khỏe mạnh như tôi tôi chợt cảm thấy thương ông nhiều lắm và cái cảm giác hối hận vì mình đã cáu khi ông lo cho mình làm tôi thấy có lỗi nhiều hơn và cái câu xin lỗi nó cứ nghẹt ứ trong cổ họng tôi không đủ can đảm để nói ra về đến nhà bà nội là một căn nhà tre vách nứa chính hiệu căn nhà ọp ẹp tồi tàn làm tôi không nghĩ bây giờ vẫn còn có căn nhà như thế nhưng cơn buồn ngủ làm tôi mặc kệ tất cả chui lên chiếc võng được mắc gần giường cha ngủ, sát với bếp củi, ngủ vùi ở trong ấy. Sáng hôm sau tôi lại trở về với bản tính của mình là ham chơi, tôi say mê với khung cảnh núi rừng hoang sơ mà liên tục đi khám phá chỗ này, chụp hình chỗ kia, mặc dù mục đích là lên đây thăm cha mình. Đến nỗi, đến giờ cơm ông phải đi tìm tôi về. Rồi ngày hôm ấy cũng nhanh chóng trôi qua, tôi lại quay về với công việc của mình, lúc ra xe nhìn ánh mắt không đỡ xa của cha tôi mà tôi cũng chẳng hề để ý vẫn vui vẻ chào bà chào các chú các cô rồi theo chiếc xe từ từ lăn bánh tôi cảm giác ánh mắt cha tôi như chất chứa nhiều điều muốn nói với tôi lắm nhưng chẳng thể thốt ra thành lời thời gian trôi qua rồi ngày ấy cũng đến với cuộc đời tôi hôm ấy sau khi tan làm tôi cùng đám bạn rủ nhau đi ăn như bao lần khác Bỗng tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, ngập ngừng một lúc tôi mới nghe. Hằng à, chú ý đây, bố con nhập viện rồi. Chú dùng từ bố, còn gia đình tôi vào Nam, sống hơn 20 năm, nên có vài phần bị nhiễm ngôn ngữ vùng miền riêng. Cha con sao rồi chú? Chiều không biết đi đứng kiểu gì bị ngã, cả chú đưa vào viện, bác sĩ nói không sao, còn cô lên thăm thì lên. Tôi ngập ngừng khi nghe chú nói không sao. Tháng này con nghỉ hết phép năm rồi. Nếu không sao thì ít bữa nữa hết tháng. Sang tháng mới con xin nghỉ con lên sau chú ạ. À? Chú tôi không nói nhiều. Chỉ vài ba câu đơn giản rồi tắt máy. Sáng hôm sau tôi lại nhận được cuộc gọi từ số máy lạ khác. Cô nộ đi con. Con sắp xếp lên ngay đi con. Bố con ốm lắm. Cha con làm sao rồi cô? Không sao, nhưng mà không có ai ở cùng trông thương lắm. Vậy để đêm con lên, bây giờ không có xe cô ạ. Tối còn đi xe cũ lên. Và rồi 5 giờ chiều hôm ấy tôi lại nhận được cuộc gọi báo rằng cha tôi bị bệnh viện trả về và ông đã bị cấm khẩu không nói hay ăn uống được gì. Lúc ấy tôi mới nhận ra cha tôi không phải ốm bình thường như những lần trước. Tôi tá hỏa tìm xe và ngồi trên ấy suốt ruột chờ đợi hơn 7 tiếng đồng hồ không dám chợp mắt. Chốc chốc lại nhìn qua ô cửa sổ hy vọng xe đi nhanh hơn đến nơi cũng là 3 giờ sáng tôi chạy như điên tới nhà bà thậm chí ném túi đồ ở ngoài sân lao vào trong nhà trước mắt tôi cha tôi yếu ớt nằm trên giường hai mắt ông khép hở mũi có dán ống oxy tôi run run gọi nhưng ông không có phản ứng tôi òa lên khóc như một đứa trẻ nhảy lên giường ôm lấy ông mà khóc lúc ấy tôi tự trách mình sao không lên sớm hơn trách mình vô tâm trách mình bất hiếu các cô các chú ở đây hết lời khuyên giải và đến thời điểm ấy tôi mới biết cha mình ung thư giai đoạn cuối tôi lại càng khóc to hơn vì tôi biết thời gian ông dành cho tôi không còn nữa rồi tôi hận hận chính bản thân mình đã không dành thời gian cho ông đã không thực hiện được lời hứa cùng ông đi du lịch bằng xe máy đã không hát cho ông nghe mỗi khi ông cần mà thay vào đó là vài cái cớ rồi cùng đám bạn chơi bời. Tôi cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, mặc dù ông vẫn thở, nhưng bàn tay ấy không còn hơi ấm và nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi về thăm nhà. Không còn véo má tôi khi thấy tôi béo lên nữa rồi. Tôi cũng không còn nhìn thấy ánh mắt chiều mến khi trông thấy tôi, ánh mắt vui vẻ khi thấy tôi cười, ánh mắt tò mò khi thấy tôi có tâm sự. Tôi ngồi bên ông không dám rời nửa bước, Tôi sợ tôi đi đâu, ông sẽ lặng lẽ ra đi không cho tôi biết. Đến khi vệ sinh tôi cũng chạy thật nhanh. Ngồi bên ông tôi thấy, chốc lát ông lại gồng người lên, hứng chịu cơn đau mà bệnh tật dày vỏ, làm tôi đau như cắt. Không biết ông đã phải chịu đựng nó bao nhiêu lâu mà không nói với tôi lấy một lời. Nhìn môi ông khô khóc đến nứt toát bật cả máu, tôi lấy chút nước cho ông uống thì bị các chú ngăn lại. Không được, bác sĩ bảo phổi sưng phù lên rồi, giờ mà ăn uống thứ gì là không có thở được đâu. Nước mắt tôi lại nhòe đi, đến nỗi không trông thấy gì. Từ hôm qua đến giờ ông không được ăn uống gì mà chỉ có thể nằm đó chờ chết. Chờ các chú đi ra ngoài, tôi lén lút lấy thìa, múc một thìa nhỏ vài giọt vào mồm cho ông. Quả nhiên ông nuốt ngay, đôi môi khô còn nhấp nhấp, chắc hẳn là ông đã rất khát. Cứ thế tôi chậm rãi bón nước cho cha. Đến trưa hôm ấy mẹ tôi và các chị cuối cùng cũng về. Nhìn thấy mẹ, chúng tôi lại khóc òa lên. Nhìn mẹ ôm cha khóc, bất giác tôi nghĩ bây giờ cha chết, các chị lấy chồng hết. Mẹ tôi phải sống sao khi còn lại một mình trong căn nhà trống. Tôi mệt mỏi, ngồi xuống trước ghế đối diện nhìn mẹ. Chị và em khóc lóc. Từ hôm qua đến giờ tôi không dám ngủ. Sau khi thấy mẹ ổn định lại, tôi leo lên chiếc giường, đối giường ông. Muốn chập mắt một lát để đêm nay thức, vì không biết cha tôi sẽ đi lúc nào. Chẳng biết ngủ được bao lâu, tôi đột nhiên nhìn thấy ngôi nhà hồi bé mình từng sống. Ngôi nhà mà khi hai ông bà vừa thoát ly vào miền Nam, lập nghiệp đã dựng nên. Rồi sống sáu năm trời ở trong đấy, nhà tranh với những phên che đan lại. Tôi nhìn thấy cha mình ngồi hồi còn trẻ, đang ngồi bên sân giếng gội đầu cho một đứa con nít độ sáu bảy tuổi hai người ấy còn đang nói chuyện gì cười vui vẻ lắm đứa trẻ con ấy còn không ngừng vớt lấy bọt xà bông trên đầu bôi lên người cha tôi tôi đứng hình nhận ra ấy chính là mình chưa ai nhà có bốn chị em gái nhưng tôi là đỡ được cha thương nhất tối đi xem thời sự nhà hàng xóm là cõng tôi theo tắm gội hay đi đón mỗi khi tan trường cũng là ông Cảnh vật bỗng chốc thay đổi đến ngôi nhà hiện tại, cha mẹ tôi đang sống. Tôi thấy tôi đứng ngoài cổng, nhìn vào bên trong thấy cha tôi lúc này thân thể ốm yếu, gương mặt xanh xao đang ngồi trên bộ bàn ghế đá dưới gốc hồng sim, cầm điện thoại ngập ngừng nửa muốn bấm nửa không. Rồi không hiểu sao, tôi thấy tôi đứng sau ông và nhìn rõ một một, số điện thoại và tên ấy chính là số của mình. Bất giác Cảnh vật tối sầm lại, tôi không trông thấy gì nữa. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai. Con gái, dậy đi, dậy đi, dậy đi con. Đến lúc cha phải đi rồi. Không hiểu sao, mắt tôi bỗng dưng trọn trừng lên. Tôi phi từ trên giường xuống, chạy hồng học qua giường cha. Thấy không có ai ngồi cạnh tôi vội vàng sờ lên cánh mũi rồi lại sờ xuống cổ để kiểm tra. Tôi thở phào khi thấy nhịp tim vẫn đập, nhưng chỉ đập hai lần rồi không thấy gì nữa. Tôi đứng hình, cố gắng ấn sâu tay mình hơn để cảm nhận. Bàn tay cha tôi đặt lên bụng rơi xuống. Tim tôi đập dầm lên như một lột nhịp vỡ tan. Mẹ ơi! Mẹ! Tôi gào lên, mọi người chạy lên thấy tôi mặt trắng bệch. Chú cả tiến đến kiểm tra, chị ơi anh đi rồi chị ạ à. tiếng khóc thấu tận trời xanh vang lên trong căn nhà nhỏ tôi vẫn không tin vào tai mình đôi chân vô thức lùi lại cho tới khi ngã quỷ xuống đất cổ họng tôi nghẹn lại như sắp không thở được tim tôi nhói đau lên từng chập tôi phải ôm ghì lấy ngực mình đau đớn nhưng không tài nào hét lên thành tiếng được nhìn cha tôi bị phủ khăn trắng lên mặt đặt một nải chuối xanh trên bụng thêm bắt nhang đặt đầu giường mắt tôi hoa lên rồi ngất lịm không biết qua bao lâu tôi mới tỉnh lại lúc này đã là lúc cha tôi được người ta cuốn gọn gàng trong lớp vải niệm chuẩn bị đặt vào trong quan tôi đau khổ muốn lao lên ôm lấy ông tôi gào khóc nhưng bị các cô đứng bên kéo lại ngăn không cho nước mắt rơi vào người ông vì nếu để nước mắt người thân rơi vào người chết không thể siêu thoát được Nắp quan tài được đóng lại, mọi người mới buông tôi ra. Tôi lao đến ôm lấy quan tài, hai tay cào cấu trong tuyệt vọng. Tiếng kèn, tiếng trống bắt đầu ỉ ôi vang lên, nghe đến lạnh tê tái cõi lòng. Tôi cứ thẫn thờ ngồi ấy cho đến đêm muộn. Mọi người bảo tôi đi ngủ, tôi vẫn chẳng nghe thấy gì. Cực chẳng đã cố út, lấy chiếc gối và một chiếc chăn ra. Tôi nhận lấy rồi nằm xuống, tay vẫn ôm khư khư chiếc quan tài lạnh lẽo như sợ ai mang đi mất. Tôi thì thầm nói chuyện với cha, làm ai ở đó cũng xoay người, gạt vội giọt nước mắt. Tôi lại chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Lần này tôi không mơ ở đâu xa lạ nữa. Tôi thấy mình vẫn mặc bộ quần áo xô trắng, đầu đội vải tre, đến quá nửa gương mặt ngồi giữa nhà. Xung quanh mọi người đã ngủ hết, một bóng người đứng ngoài sân gọi vào. Con gái Con gái ơi Tôi hồi hộp khi nhận ra giọng ấy là của ai Tôi chạy ra bằng đôi chân trần Quả đúng là cha tôi Nhưng kỳ lạ Mới đó trời vẫn còn tối đen Bây giờ lại sáng trưng Cha tôi mặc quần tây Áo sơ mi trắng Đứng đó vẫy tay gọi tôi Tôi vui mừng như một đứa trẻ chạy đến Dường như tôi quên mất rằng Cha mình đang nằm trong nhà Trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia Đi Cha được con đi đến chỗ này Cha tôi vui vẻ khoác vai tôi Dắt tôi đi Tôi ngây thơ hỏi lại Đi đâu đấy cha Đi thăm nhà mới Ờ à, nhà mình mua nhà trên đây á Ờ ừ, đi xem đi Trên đường đi Tôi thấy con đường xa lạ Không hiểu cha tôi dắt tôi đi đâu Cha tôi cười nói con gái này đừng đi làm xa nữa về làm gần nhà đi con để khi nào cũng về nhà ăn cơm nhưng mà làm gần nhà lương thấp lắm tiền nhiều làm gì hả à con có tiền nhưng có những thứ không mua được bằng tiền đâu con vâng con biết rồi tôi ngây ngô trả lời không lâu sau cha tôi dẫn tôi đến trước một cái hố lớn trông thế nào mà lại giống cái huyệt Xung quanh đúng là có rất nhiều mộ Tôi cau mày chưa kịp nói gì Thì cha tôi nói còn thấy có đẹp không Có hồ nhé Có núi Lại nằm lưng chừng núi Gió mát rời rời Cha tôi chỉ xung quanh cho tôi xem Nhưng Ở, ở đây là nghĩa địa mà Nói đến đây tôi nhận ra Sợ hãi nhìn sang ông Nhưng không biết ông đã biến mất từ bao giờ nhìn lại quanh mình toàn là những ngôi mộ lớn bé nằm san sát vào nhau. Những gương mặt buồn trên ấy bất giác mỉm cười, làm tôi sợ hãi hét toáng lên rồi ngồi bật dậy. Làm sao đấy con? Tôi thở hồng hộc vã mổ hôi chán nhìn quanh, thấy mình vẫn đang ở trong nhà. Bên ngoài còn mấy người thức đang thay nhau thắp nhang, không để cho nhang tắt. Tôi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ nhưng lại không thấy sợ mà thấy đau lòng. Tôi không trả lời mẹ, nằm xuống tay sờ và quan tài. Giữa tôi và cha, bây giờ chỉ cách nhau mảnh ván gỗ, nhưng cảm giác như là xa vạn trùng. Cha về thăm con đúng không? Con gái, không sao, con gái cha mạnh mẽ lắm. Tôi lại gục đầu mà khóc nấc lên rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết sau đến khi nghe tiếng gà gáy tôi mới lờ mờ tỉnh dậy thấy ngoài trời vẫn nhá nhem tối tôi ngồi dậy bê chăn gối đi cất rồi lại ra ngồi bên cha những tiếng ít ỏi còn lại vì vài tiếng nữa thôi là phải tiến ông đi rồi tiếng khóc của các cô lại vang lên làm tôi thấy hơi khó chịu vì khóc mà làm gì có nước mắt chỉ toàn kể lệ ôi anh ơi là anh ơi anh làm ăn tiền trăm tiền triệu bây giờ chết rồi để lại cho ai anh ơi ôi anh ơi đợi anh vất vả bây giờ nằm xuống có còn gì đâu anh ơi là anh ơi tôi không biết có ý gì nhưng cũng mặc kệ cứ ngồi gục đầu lên quan nhìn ra ngoài trời mỗi lúc một sáng hơn tôi nhìn ra cây hoa đào trước cổng có mấy giọt sương sớm đọng trên cánh đào phai. Tôi lại đau lòng vì hôm nay đã là 20, những tưởng năm nay có thể cùng cha đón Tết, vì hai năm qua tôi không đón Tết ở nhà. Ai ngờ mình tính không bằng trời tính. Đến 8 giờ sáng là lúc phải đưa cha tôi lên đường, dường như lúc này tôi đã không còn khóc nổi, hai mắt khổ khốc chỉ đi theo sau. Các cô tôi lại càng được thể Ôi anh ơi là anh ơi Anh làm lộng vất vả Anh nuôi chúng nó Giờ chúng nó có khóc tiện anh đâu anh ơi Ôi giời ơi Sao anh không nghe lời bố Nghe lời mẹ anh là anh ơi Tôi hiểu câu ấy Vì mẹ tôi đẻ toàn là con gái Nên ông bà năm xưa có bảo bỏ quách đi Về lấy vợ mới nhưng cha tôi nhất quyết không bỏ sống cùng mẹ cho tôi hết đời chiếc xe tang dần dần lăn bánh từ nhà ra nghĩa địa chỉ có một cây số nên là đi bộ tay tôi bám chặt lấy thân xe không rời nhiều lúc còn chạy theo xe vì sợ cha tôi đi mất càng đi tôi càng cảm thấy kỳ lạ tôi thấy con đường này quen lắm giống như là đã đi rồi vậy nhưng tôi mới chỉ lên đây một lần chỗ này khẳng định là chưa bao giờ qua những cái cảm giác quen thuộc cứ vây lấy tôi cho đến khi đến cái huyệt người ta đã đảo sẵn rồi nhìn không cảnh quanh đây thì tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua tôi không kìm được nước mắt miệng lẩm bẩm đẹp đẹp lắm cha ơi nhà mới của cha đẹp quá sau này hy vọng con cũng được nằm ở đây một cơn gió thổi qua cuốn theo tóc tôi bay lên rối bù cây cỏ tang cũng đón gió bay lên phần phật Tôi biết ông trách tôi gở mồm, nên ngồi thụp xuống đất mà khóc tu tu. Từng xẻng đất được hất xuống, tôi cũng nắm lấy một nắm đất nhỏ thả xuống bên dưới, miệng mỉm cười. Chà, chả nhớ vậy về thăm con gái đấy. Đất càng lúc càng được lấp lên nhiều, chả mấy chốc đã lấp xong huyệt mộ. Đám người đưa ma cũng dần ra về, chỉ còn lại tôi và mẹ ngồi lại hai mẹ con ngồi dựa lưng và nấm mổ mới đắp, ngắm khung cảnh tuyệt đẹp. Những ngọn núi đá vôi chập trùng, hồ nước xanh mát có vài con vịt bơi trên ấy. Gió nối lại từng cơn, từng cơn thổi qua mắt rời rời. Nhà cha đẹp nhỉ mẹ nhỉ? Cha mày nói về đây chơi, rồi vào với mẹ. Ông ấy biết là không sống được lâu nên lừa mẹ đấy mà. Ông ấy muốn về nơi quê cha đất tổ để chết không muốn mẹ lo lắng nên bệnh nặng hơn cũng không nói với mẹ hôm trước nhập viện còn gọi nói là không sao mẹ nghe giọng thấy không ổn nên về ngay ấy vậy mà không lại còn nói với mẹ lời nào đâu cứ thế mà đi thế này đấy nước mắt hai mẹ con lại cứ thế mà trào ra rồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy cùng cha cho đến tận ánh chiều vàng buông xuống mới chịu đi về Mẹ tôi ở lại để giải quyết nốt công việc, còn tôi đêm nay phải trở về chỗ làm vì đã nghỉ quá thời gian cho phép. Lúc về thấy các cô cùng với các mợ đang ngồi quanh bếp củi, tôi cũng tiến đến ngồi gần cho ấm. Tôi nghe mấy bà mợ nói. Này, cái thùng tiền phúng ấy, bây giờ khách của ai phải trả cho người đấy chứ? Đúng rồi, chị ở trong Nam có vẻ đây đâu. Giờ những người hôm nay phúng, mày mốt có việc tỉ mình phải đi chứ còn ai? đúng rồi để tin nói với chị ấy chứ tiền thì chị cầm mà trả lại phải mình trả làm sao được anh thì mất rồi giờ có còn cái gì đâu có khi bài tức luôn không vẻ nữa chứ tôi á khẩu vì không ngờ rằng những câu nói ấy lại có thể phát ra từ chính cái miệng người nhà của mình đám tang cha tôi thưa thớt người vì nhà tôi đi thoát đi hơn hai mươi năm chỉ có vài người họ hàng thưa thớt đến Tiền phúng viếng đáng là bao mà họ lại có thể làm như vậy. Tôi biết tối nay kiểu gì cũng có cãi vã vì mẹ tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt. Đúng như những gì tôi nghĩ, sau khi cơm tối xong mọi người ngồi vây hết lại để kiểm tra tiền. Cả thầy được 12 triệu, còn không đủ tiền cơm trong khi đám tang cha tôi hết hơn 60 triệu. ấy vậy mà những người có hẳn nhà lầu xe hơi kia lại đòi lại số tiền ấy. Dùng những lời lẽ gay gắt mà nói trong khi mới hồi sáng còn khóc lóc ỉ ôi. Tôi thở dài chán nản, trên đầu vẫn buộc khăn tang, lặng lẽ đi ra cổng. Tay sách túi đổ, muốn đi xuống bến xe rời khỏi đây. Không muốn ở lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Cha tôi vừa nằm xuống, những người ông yêu thương nhất lại đang cãi nhau vì vài đồng tiền. Tôi thẫn thở bước đi từng bước, mấy ngày không ngủ, làm cơ thể tôi dã rời. Chỉ trong vài ngày cơ thể tôi gầy đi trông thấy, Đi đến đoạn đường rẽ vào nghĩ địa, tôi đứng lại nhìn vào trong ấy hồi lâu. Con về đấy cha ơi, cha ở lại mạnh khỏe. Tôi bước nhanh đi vì sợ lại khóc. Người ta khóc có người dỗ, còn tôi, người dỗ tôi bây giờ, đã mãi mãi rời xa tôi khỏi thế gian này rồi. Những cơn gió lạnh buốt cứ thế thổi tới, hai tay tôi run lên vì lạnh. Giờ đã là 9 giờ tối, Người trên này ngủ sớm nên mới đó mà đã tắt hết đèn điện, làm cho con đường tối đen như hũ nút. Bây giờ tôi mới cảm nhận được cái ngày cha tôi đi bộ xuống đón tôi nó như thế nào. Tôi đau lòng càng tự trách mình hơn. Đột nhiên có một chiếc xe đi vột qua tôi rồi chậm lại, sau đó dừng lại. Trên đó có hai người đàn ông bịt khẩu trang đang ngoái lại phía sau nhìn. Tôi không để ý lắm vì tâm trạng đang hết sức rối bời. Hai người đó không biết nói gì rồi quay xe lại vụt về phía ban nãy đi tới. Tôi nghĩ đơn giản chắc họ đang tìm nhà và có thể đi quá đà nên phải quay lại. Bước chân tôi vẫn vô tư bước tiếp. Đoạn đường tôi đi qua có một đoạn không có nhà ở. Đoạn ấy khoảng già nửa cây số. Áo tôi tự nhiên có động như là có ai đó kéo. Tôi xoay lại nhìn nhưng lại không có ai cả nhưng tôi lại nhìn thấy có hai người chạy trên chiếc quay đỏ ban nãy vậy mà đang chậm rãi đi theo phía sau thấy tôi quay lại hai người đó vội vã nhìn bên này nhìn bên kia vờ như đang tìm nhà tôi vẫn chưa để ý lắm vẫn nghĩ là họ tìm nhà lại tiếp tục đi càng lúc tôi lại càng gần tới đoạn đường vắng hơn chiếc áo của tôi lần này bị giật mạnh hơn đến nỗi tôi bị kéo lui ngả người về sau loạng choạng muốn ngã Tôi giật mình nhìn lại tìm kiếm Nhưng vẫn là không có gì Lần này tôi thấy hai người kia Chỉ đứng cách tôi chừng răm mét Họ thấy tôi nhìn liền dừng hẳn lại Móc điện thoại ra bấm bấm Tôi ý thức được Có gì đó không ổn Chợt nhận ra mình đang ở Yên Bái Cách cửa khẩu Trung Quốc chưa đầy 10 cây số Bây giờ tôi mới cảm thấy sợ hãi Tôi ý thức được là bây giờ Chỉ có mình mình đi trên đường Hai bên nhà dân đã tắt đèn hết Đầu mình lại cuốn khăn tang nên rất có thể đã lọt vào tầm mắt hai kẻ kia và tôi cũng ý thức được hai lần giật áo vừa rồi có thể là cha tôi muốn báo cho tôi biết nguy hiểm tôi sợ hãi không biết phải làm gì chân phải bước tiếp vờ như chưa phát hiện ra chúng chứ nếu để chúng nhận ra tôi đã biết có lẽ chúng sẽ manh động hơn mắt thấy mình càng lúc càng gần với đoạn đường vắng trước mắt tôi biết chúng nó chỉ trực trở có thế nếu như tôi đi qua đó thì điều tồi tệ nào xảy ra quả thực không dám nghĩ tới tôi móc điện thoại ra cố bật nút nguồn vì nó đã hết pin từ ngày hôm qua bỗng tôi cảm thấy có ai quàng tay qua cổ tiếp theo đó là một chiếc khăn bịt lên mồm và mũi tôi biết ấy là bọn chúng đã ra tay liền ra sức vùng vẫy đồng thời nín thở để không hít cái thứ ở trong chiếc khăn ấy vào gã đàn ông to khỏe ghì lấy tôi làm tôi cố sức cũng không thoát ra được. Tôi nhanh chân đá ngược về sau, chúng hạ bộ của nó. Thoát ra khỏi vòng tay, tôi cũng ngã lăn trên đất liền lồm cồm bỏ dậy, muốn hét lên. Thế nhưng tên trên xe đang chờ đồng đội, xử lý tôi xong, liền dồ ga tẩu thoát liền nhảy xuống, giáng cho tôi một cái tát như trời giáng, làm tôi say sầm mặt mày ngã lăn ra đất. Đến nỗi, mồm còn cảm thấy tanh tanh, chắc hẳn là máu hắn chụp lấy chiếc khăn nhanh như con thú vổ đến nắm tóc tôi giật ngược lên nhét chiếc khăn vào mồm tôi bị tọng chiếc khăn sâu vào bên trong đến ná thở hai tay ra sức gỡ tay thằng kia nhưng không tài nào gỡ được tôi dùng hết sức của mình đứng dậy sút một nhát và giữ háng chả hiểu sao hai thằng này bị ngu hay không biết đánh đòn cũ mà vẫn trúng đòn thằng đấy nằm ra đất ôm bộ ấm chén kêu rên tôi rút chiếc khăn ra dùng hết sức mà chạy vừa chạy được mấy bước thì ngã lăn ra đất vì ăn một nhát đạp vào lưng. Thằng ban đầu bị đá sau hồi đau đớn đã lấy lại được ổn định. Thấy tôi chạy, nó tung người đạp một cú vào lưng tôi. Sau đó nhảy tới ngồi lên lưng, kéo tóc tôi ngửa về sau. Tiếp theo đó đổ chất lỏng gì đấy vào mồm. Trong tư thế bị kéo giật ngược về sau, thứ chất lỏng ấy cứ thế trôi xuống mà không cần tôi nuốt. Mẹ con chó, Mẹ bi tàu. Cái bố mày chém chết mày Tôi nghe tên kia nói Con này khỏe thật đấy Tên ngồi trên lưng tôi cũng lên tiếng Giọng điệu đúng dân giang hồ trở búa. Tôi cảm giác tim mình đập nhanh bất thường Sau đó nhận được thức mơ hồ rồi cứ thế liệm dần liệm dần Không biết qua bao lâu tôi nghe thấy có tiếng nói bên tai Bao nhiêu đứa đấy chúng mày? Hai đại ca. Mẹ chúng mày, làm ăn cái kiểu gì đấy? À, anh phải thông cảm chứ, bây giờ nhà nào cũng kề kè, kè đề phòng, bắt được hai con danh kia, mà nhà em tí mất cả giống. Giống kệ con mẹ chứ mày, không có tiền thì giống làm cái mẹ gì. Tôi nghe thấy có tiếng ba người đàn ông nói chuyện, thì lờ mờ tỉnh dậy. Thấy mình đang trong một căn nhà nhỏ tối om om, theo khe sáng ngoài cửa hắt vào, tôi thấy có một người nữa đang ngồi sát góc tường ôm mặt khóc còn mình đang nằm giữa nền nhà đầy cát bụi rác rưởi bẩn thỉu người kia thấy tôi tỉnh dậy thì chạy lại đỡ có sao không đây là đâu đấy chị tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết vì tôi biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người ngoài kia hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi khóc lóc hoảng loạn tôi không biết tỉnh lại đã ở đây rồi tôi sợ lắm cô gái kia lại khóc lên rưng rức Bọn bốn người nghe thấy thì một tên bậm trợn mở cửa bước vào. Ánh sáng trắng của chiếc đèn treo lủng lẳng bên ngoài hắt vào, làm tôi phải che mắt vì chói. Hừm, tỉnh rồi hả hai con danh? Một tên khác có vẻ là đại ca, mồm phì phò điếu thuốc, một tay sỏ túi quần chậm rãi bước vào, nheo mắt nhìn chúng tôi. Lúc ấy hai đứa tôi sợ lắm, ôm lấy nhau, nép sát vào góc tường, lại thêm một tên ăn mặc bình thường, quần jean, áo phao đen, nhưng lại đội cái mũ lưỡi chai ở trên đầu. Thế nào anh? Hai con gái này được chứ? Cả tháng này không vớt được cái gì. Hôm nay chúa phù hộ ra đường phát gặp ngay hai con. Tên được gọi là Đại Ca, giọng nói ồm ồm như người ốm lâu ngày lên tiếng. Hai thằng mày có làm sạch sẽ không đây? Cẩn thận, không là người có bọn công an lúc cài vào thì sao? Tên vào đầu tiên lên tiếng. Ê, anh long yên tâm, chúng em quan sát kỹ lắm. Một con cãi nhau với người yêu, đi bộ về đoạn chân đèo. Còn một con nhà con tang buồn quá đi lang thang. Mà con chó này nói đến đấy, hắn tiến đến nắm tóc tôi dựng dậy, toan vả trong một phát. Mẹ mày, mày vừa đánh ai? Tuấn, thôi. Để bị làm sao mất giá. Hai đứa chúng mày chuẩn bị đi, lát nữa sang bên kia luôn. Tránh để đêm dài lắm mộng. Tên Tuấn còn đang muốn đánh tôi, thì tên Long ngăn lại. Lý do rất dễ hiểu. Tên còn lại hỏi, Ờ... Uh, đi luôn đêm này à anh Long? Đi đêm nhiều này, dễ bị đám chó sắn nó để ý lắm. Đi ban ngày an toàn hơn. Cho bọn này liều thuốc, rồi chất hàng lên. an à, cứ con mẹ ở nhà mày à? Mày nghĩ mấy tháng này, có người mất tích, chúng nó không để ý à? Bây giờ, đoạn chân dốc sát cửa khẩu, lúc nào cũng có người trực, không có giấy tờ xuất khẩu thì chúng nó dỡ mẹ hết cả hàng của mày xuống. Mấy giỏi mày đi xin giấy xuất khẩu, Vài vụn đi. Hắn rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng độc. Mày với thằng Tuấn chịu khó đi đường tắt, vòng qua đèo Tử. Đường ấy tùy có chút nguy hiểm nhưng mà lại an toàn. do nó ngồi thuyền cá như là lần trước qua sông ấy, qua tới bên kia tìm thằng A Bình chỗ cũ. Lát tao sẽ liên hệ với đó. Tên Tuấn kêu cả. Ôi anh ơi. Rồi cái đường nguy hiểm lắm. Lại mới mưa xong. Em với thằng Lập đi loạn quạng. Lao xuống vực thì bỏ mẹ. Thì chết mẹ chúng mày đi cũng được. Mẹ nó chứ. Làm cứ đéo gì cũng kêu. Sao lúc cầm tiền chúng mày đéo kêu nhiều đến như thế đi. Hai thằng kia im bặt. Tôi ngồi nghe thì biết chúng sẽ làm gì với chúng tôi. Cô gái ngồi bên cạnh thì run lên từng chặt. Nép sát vào tôi như thể muốn trốn tránh Tên Long bước ra ngoài ném lại một câu. Chồng chúng nó đấy, tao đi lấy xe. Tiếp theo đó là tiếng xe máy nổ giòn tan, dầu máy phóng đi. Nghe âm thanh bị khuếch tán, tôi đoán đây là một nơi vắng vẻ. Có lẽ chỉ có duy nhất ngôi nhà này nằm đơn độc ở đây. Nên chúng nó mới chọn làm nơi trú ẩn. Trong đầu tôi tính toán nhanh, biết thoát khỏi tay hai tên này không phải là đơn giản kèm theo không biết chút gì về địa hình nơi đây nên không dám làm điều chỉ lặng lẽ quan sát đây cũng là nhờ vào thời ngồi ghế nhà trường đã cày nát bộ thám tử cô nan mà cha tôi mua cho nghĩ tới đây tôi lại cay xè cả mắt hai tên bên ngoài ngồi nói chuyện chả biết nói gì tôi cũng không quan tâm lắm tôi đánh bảo đứng dậy tiến đến sát cửa nhìn ra bên ngoài cô gái kia thấy vậy sợ hãi nắm lấy tay tôi ánh mắt sợ hãi nhìn tôi lắc đầu ý nói đừng nguy hiểm lắm không biết chúng đánh đấy hai tay tôi bị trói lên vỗ nhẹ ý an ủi yên tâm đi cô gái kia bất lực buông tay tôi ánh mắt sợ hãi run rẩy nhìn theo bước chân tôi chỉ cần tôi đạp lên chiếc lá khô phát ra tiếng động nhẹ cũng làm cả hai đứng hình tim đập lên thình thịch ghé mắt nhìn ra Tôi thấy tên Tuấn và tên Lập đang ngồi xoay lưng về cửa chính. Hai tên ấy đang phỉ vỏ điếu thuốc dưới cái ánh đèn hoen ố, không ngừng lắc qua lắc lại sau mỗi cơn gió. Đánh mắt nhìn quanh, bao la được bao phủ, một màu đen kìn kịt, không trông thấy gì. Vậy là suy đoán của tôi chính xác. Nhìn khắp gian phòng, chỉ có một cánh cửa này đã bị khóa và có hai tên canh gác. Nhìn về phía sau thấy có một cánh cửa khác nhưng trên ấy chỉ chít ván ngang chắc hẳn là được đóng lại để phong bế lối đi tôi nhẹ nhàng quay lại chỗ cô gái kia cô ấy sốt ruột nhổm người lên nắm lấy tay tôi rồi cùng ngồi xuống thế nào rồi tôi lắc đầu bất lực không có đường chạy áng chừng không lâu sau bọn kia mang cả tôi với bà sang bên kia bán cô gái kia ôm lấy đầu gối khóc lên rưng rức này khóc không, không có giải quyết được gì đâu. Nghe tôi, bình tĩnh lại đi. Phải thật bình tĩnh mới có thể tìm cách được. Nhưng mà, cách gì chứ? Lát chúng nó ném lên xe rồi, mang đi, chứ có mà chạy đằng rời. Đúng lúc ấy, tiếng hai thằng kia lại vang lên bên tai tôi. Để Tuấn, vào giải quyết phát đi. Còn mẹ nó, rau sạch, không ăn nó phí ra. Hai con đấy chắc sẽ đã còn mà lão Long đã bán trinh với gà bán trước Của ngon mình phải được ăn trước chứ Suốt ngày Mình có con mặt cả tấn phấn ý, Kinh nghiệm đầy mình chán bỏ mẹ Làm tí kích thích nhỉ Mẹ Chơi đi chơi Bố mày sợ cóc gì cái thằng lòng ấy Nó chỉ được cái nước làm lâu Tao mà biết hết mối rồi Tao băm nó cho bỏ trận Mẹ nó chứ Làm như chó Bao nhiêu nguy hiểm Toàn mình làm cả Nó chỉ ngồi không Mắc nối lại còn Ăn rõ là lắm Nói đến đây hai thằng như tìm được tiếng nói chung. Cánh cửa vang lên tiếng mở khóa. Tôi biết chúng muốn làm gì. Vội vã vơ lên một nắm đất bụi dưới đất cầm chắc vào trong tay. Biết mình lành ít dữ nhiều nhưng không còn cách nào khác. Cô gái bên cạnh thấy thế chưa gì đã khóc toán lên quỷ xuống van xin. Anh ơi, tha cho em, anh thả em về đi, em thề em không nói chuyện này với ai đâu, em xin anh, em lại em lệ anh. Hai tên kia nhìn nhau cười khoái chí Ánh mắt dâm dật nhìn cô gái vẻ hứng thú. Trung tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt vuốt mái tóc, có phần dối bổ, giọng ngọt nhạt. <laughs> em gái à, sao lại có thể thả em ra được? Cho dù là em không tố cáo, nhưng mà làm sao anh thả em đi, trong khi anh mất bao nhiêu công sức mới rước được em về, hả? Tên Tuấn nâng cẳng cô gái đang cúi gần dưới đất lên. Ê, thôi thì cũng tội em. Để anh xem thoải mái một tí nhá. An tâm, đảm bảo em sướng. Những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý và đê tiện bên trong làm cho cô gái kia nước mắt có thể nói lấy thâu hứng còn được. Tôi ngồi bên cạnh cũng không khỏi ghê tởm trước những lời lẽ ấy. Tên lập lên tiếng. <laughs> còn em này, để tao Tao thích cái kiểu thỏ non run run sợ sợ trước miệng sói như thế này lắm. <laughs> Nói rồi hắn thô bảo cầm tóc cô gái kia kéo dậy. Trong tư thế đang quỷ nhoài ra đất. Cô bị chúng nó dựng quỷ dậy thẳng đứng. Tay còn lại sờ xuống cái khóa áo kéo xuống đánh dẹt. Tên Tuấn ngồi bên không nhìn được. Đưa tay lên ngực cô ấy mà bóp một cái mặt đề tiện. <laughs> không phải bưởi nhưng mà cũng là cam Bé bé xinh xinh Vừa đổ nắm <laughs> Cô gái khóc thét lên vùng vẫy Buông tôi ra Buông tôi ra Đừng đụng vào người tôi Buông ra <laughs> Ngồi bên thấy thời cơ Đã đến tôi vùng dậy Bỏ chạy ra cửa Tên lập phản ứng nhanh lẹ Hắn nhảy trồm khóa người kéo lại Tôi nhanh như cắt xoay người, ném nắm cát bụi trong tay mình vào mặt hắn. Đúng như tính toán, hắn buông tôi ra, ôm lấy mặt mà kêu đau. Lần nữa tôi dùng hết sức mà chạy. Cô gái kia thấy thế cũng vùng dậy, chạy theo. Nhưng tôi nghe cốp một cái. Ngoảnh mặt lại, thấy cô gái kia đầu rúi vào tường ngã lăn ra đất. Và tên Tuấn đang đuổi theo tôi. Còn đấy kia, đứng lại cho tao. Tôi thầm chửi, mày điên à? Mày có bị điên hay không mà bảo tao đứng lại? Nhưng cái cẳng chân ngắn một khúc của tôi làm sao chạy lại với hai thằng cao phải mét bảy như chúng. Tên Tuấn đuổi theo chẳng mấy chốc đã túm được áo tôi lôi lại. Mẹ con chó, mày chạy nữa đi. Mày vào đây, bố mày dã chết mày, còn khốn này. Tên Tuấn đuổi theo, chẳng mấy chốc đã túm được áo tôi mà lôi lại. Mẹ con chó, mày chạy nữa đi. Mày vào đây, bố mày giãn chết mày, còn khốn này. Hắn dùng một tay vòng qua bụng nhấc bổng tôi lên, xách vào nhà. Hắn ném tôi vào một cách thô bạo xuống đất. Tên lập sau hồi đau mắt, bấy giờ nước mắt tèm lem, tiến đến sút bột nhát vào bụng. Như chưa thỏa cơn tức, hắn lại nhấc tôi lên và cho hai nhát đến tối tăm mặt mày. Cảm giác như sắp ngất đến nơi. Mẹ con chó này! Từ tối đến giờ, mày hành bố mày hơi nhiều rồi đấy hắn mạnh bảo tháo dây chói giật phăng cái áo khoác ngoài nhanh tay giật hàng cúc áo trên sơ mi đen bên trong hai thằng chuẩn bị làm chuyện đổi bài ấy thì có tiếng xe ô tô tiến vào làm cả hai thằng ngừng lại trong giây lát chúng chỉ khựng lại một lát nghe ngóng rồi lại động chân động tay hai thằng kia chúng mày không có đảo à tao nói để nguyên cơ mà chúng mày có biết là hàng còn tem giá gấp đôi không hả Tên Lập hậm hực Mẹ nó chứ hai con này chắc gì đã còn hả à anh Anh cho chúng em giải trí một tí Phải đấy anh Làm gì căng thế Giải cái con mẹ nhà chúng mày à Đưa được sang bên kia rồi Cho con mẹ mình nó kiểm tra Xong chúng mày có sức mà hốc không thôi Còn ở đây bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm Chúng mày ở đấy mà còn hút với trả hiếc Hai thằng kia hậm hực buông tôi ra Không quên ném lại ánh mắt sắc lạnh trung đi ra ngoài không lâu làm cái gì đó một lúc sau tên lập đi vào trên tay cầm theo chiếc khăn tôi biết hắn muốn làm gì không ngoài dự đoán hắn tiến đến chỗ cô gái kia sau đó bịt chiếc khăn vào miệng làm cô gái dần dần rơi vào mê man hắn lại tiến qua úp cái khăn ấy lên mũi tôi đã chuẩn bị từ trước khi hắn vừa bước sang tôi hít một hơi thật sâu rồi nín thở đồng thời giả vờ vùng vẫy sau đó yếu dần rồi nhắm mắt cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể mình. Sau khi tên lập thấy hai chúng tôi ngấm thuốc, hắn cởi dây chói, bẻ quạt tay chúng tôi về sau chói lại. Hắn còn cẩn thận chói cả chân và dán băng keo vào miệng rồi mới yên tâm bước ra. Anh, xong rồi, đi luôn chứ. Hai thằng mày đi đi. Ngày mai tao còn có chuyện quan trọng còn phải làm. Nhớ, làm theo đúng như cũ ngày trở. Vâng, tụi em nhớ mà. Có phải là lần đầu đâu anh. Nói xong hai thằng bước vào, mỗi tên bế một đứa ném vào thùng xe sau, không quên chất thêm hai bao gì đấy che bên ngoài, rồi khóa cửa xe lại. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, khi chiếc xe đã đi ổn định hơn, tôi mới vùng dậy, cố gắng dùng đầu gối gạt miếng băng keo xuống để gọi cô gái kia dậy. Gọi mãi không thấy cô ấy tỉnh, tôi dùng đôi chân bị trói của mình, cố gắng dơ lên cao, đập xuống đánh bốp vào mặt cô ấy, một lần không được, tôi làm ba bốn lần, cho tới khi cô gái ấy động đậy, hai mắt cố nhướn lên, ngóc đầu dậy nhìn. Dậy, dậy nhanh lên đi, không thì chết bây giờ. Phải mất vài giây, cô ấy mới hồi tỉnh, tay chân vẫn cứng đờ đờ, do thuốc. Bạn hãy, tôi cố nín thở lắm rồi, ít thế mà vẫn cứ hít vào. Cô gái ấy thèo thảo nói với tôi. Mày là hít ít, chứ không thì đến lúc tỉnh là ở bên kia đất nước rồi. Dậy đi, cởi cho cho tôi nhanh lên. Cô gái ấy thở gấp, cố gắng lắm mà vẫn không ngồi dậy được. Tôi quỳ cúi người xuống, dùng cơ thể mình giúp cô ấy ngồi dậy, rồi xoay lưng lại, dùng tay của mình, lần sờ nút thắt cởi trói cho cô ấy trước. Cố gắng một hồi lâu, tay tôi dường như đang chảy máu, tôi cảm nhận được bàn tay mình nhớp nháp và có phần đau rát. Một đoạn thời gian trôi qua chúng tôi cuối cùng cũng cởi được. Rồi cuối cùng cả hai chúng tôi để thoát khỏi sự giam hãm ấy. Liếc mắt nhìn quanh, có lẽ đây là một chiếc xe tải loại nhỏ. Ở cùng thùng xe với chúng tôi là một chiếc lốp xe và vài cái bao gì đó. Sờ vào đoán chừng là quần áo hoặc là vải. Tiến gần ra cửa qua khe hở, tôi thấy bên ngoài được khóa lại bằng một ổ khóa lớn. Căn bản là không có cách nào mở được từ bên trong nhìn ra bên ngoài nhà dân càng lúc càng thưa thớt tính toán từ lúc đi đến giờ hơn một tiếng không lâu sau sẽ thoát khỏi vùng có dân cư sinh sống tiến đến đoạn đèo như chúng nó nói tôi khẩn trương không biết làm thế nào nước mắt trực trào ra trong lòng thầm cầu khấn cha cha ở đâu cứu con đi nước mắt rơi xuống đúng lúc ấy bùm một tiếng chiếc xe nghiêng ngả trao đảo làm hai đứa tôi ngã lăn ra chiếc xe sau hồi mất thăng bằng cuối cùng cũng đi chậm lại rồi dừng hẳn có tiếng tên tuấn vang lên và tiếng đóng cửa xe đánh dầm một phát mẹ nó nổ lốp mẹ nó rồi đèn thê cho lệ còn mẹ nó cái xe rách này không học cái đẻ thì học cái kia có người đéo nào được yên đâu thôi thay lốp nhanh lên mắt tôi đảo như giang lạc chợt nhớ ra hai chiếc lốp xe cũng đang ở trong này. Thế nào chúng cũng tiến vào đây để lấy. Vội vàng kéo cô gái kia khẽ khàng nằm xuống, dán lại băng keo và cuốn sơ vài vòng dây vào tay, rồi nằm bất động, cố ý xoay vào trong để không cho chúng thấy. Tiếng khóa vang lên, đúng như tôi dự đoán. Một trong hai tên xuống lấy lốp, nó còn cẩn thận chiếu đèn pin lên hai đứa. Nó xoay người đi, có lẽ chủ quan nên không khóa cửa, mà cứ thế mang lốp lên trên. Này, máy kích lên đi, để tao tháo ốc. Tên kia chưa kịp xuống khóa cửa thì bị giao việc. Có lẽ nó nghĩ chúng tôi vẫn còn phê thuốc nên tặc lưỡi mặc kệ. Tôi kéo cô kia dậy, hai đứa nhẹ nhàng luồn qua mấy bao tải ra được gần cửa thì tay cô gái kia vô tình đụng vào cánh cửa làm nó bị đẩy ra kêu lên kèn kẹt, kẹt. Tôi và cô ấy dựng đứng tóc gáy nhìn nhau rồi đồng loạt nhảy xuống chạy nhờ điên con mẹ hai con kia đứng lại hai thằng kia phát hiện ra liền đuổi theo chỉ cách chúng tôi chưa đầy hai chục mét tôi đoán là vậy nhìn thấy quanh đây có vài ngôi nhà nằm sát nhau tôi dùng hết sức gào lên cứu có ai không cứu tôi với cô gái bên kia cũng gào lên tiếng hai đứa vang lên trong đêm tĩnh lặng làm bầy chó hú lên ầm ĩ có vài ngôi nhà bật đèn tôi lao qua vài con chó xông ra trồm lên muốn cắn tôi mặc kệ tôi đấm rầm rầm vào cổng hai thằng kia đuổi tới tóm được cô gái kia chúng không có gì trong tay nên rằng co với cô ấy lăn cả ra đường tôi khẩn trương đến phát khóc coi không cô với cánh cửa bật mở một người đàn ông trung niên đi ra mấy ngôi nhà khác cũng có người đi ra gương mặt ngơ ngác không hiểu gì Tên lập tóm được tóc tôi giật lại. Tôi xoay người đá một nhát thật mạnh. Dùng hai tay mình ấn chặt hai tay hắn đang nắm tóc mình. Lùi lại phía sau, cúi đầu. Tư thế này làm cho cổ tay hắn bị bẻ ngoặt lên. Sau đó là tiếng kêu đau đớn chuyển đến. Hắn buông tóc tôi ra, ôm lấy hạ bộ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Bác ơi, cứu, cứu chúng cháu. Chúng nó muốn bắt chúng cháu đi bán. Tôi nói như hét lên, ông bác ấy dường như hiểu ra lao vào trong rồi lao ra với một con dao phay trong tay chạy huỳnh huỵch ra mở cổng hai tên kia thấy không ổn liền kéo nhau bỏ chạy bỏ cả xe ở lại chúng tôi được người dân quanh đấy bảo vệ báo cho công an đến đưa đi sau khi ở trên đồn hết một đêm gặp được mẹ khóc hết nước mắt cuối cùng đến chiều hôm sau tôi cũng được cho về mẹ muốn chúng tôi về luôn vì sợ tôi ám ảnh tâm lý nhưng tôi không sợ, tôi muốn quay lại mộ cha để thăm ông. Ngồi bên ngôi mộ mới đắp, mùi đất ẩm vẫn còn lưu lại. Cha. Cha luôn bên con đúng không cha? Con biết cha không yên tâm về con, không nỡ bỏ con đi mà. Nước mắt tôi lại cứ thế tuôn rơi. Con biết rằng cha thương con nhiều lắm. Bởi cha đi, cha chẳng nói câu nào. Cha sợ con buồn giàu và lo lắng nên lặng lặng rời bỏ cả thế gian. Con biết rằng cha buồn nhiều thứ lắm bởi cha đi bao âu lo để lại. Cha thương con nên cha buồn không nói chỉ lặng yên cho lên tràn khóe mi. Con vẫn nhớ làm sao con quên được mắt nhắm môi khô tay chân lạnh hết rồi con nhìn cha mắt lệ nhòa ướt đẫm Tim con như vỡ theo từng nhịp đập Kẻ kêu khóc Người lạnh lùng không nói Ai cũng như đang chết lặng trong lòng Nước mắt nào đông được tình ân nghĩa Xin hãy cho con biết chỉ một lần Hai hôm sau đưa cha về nhà mới Chân con không muốn đi dù gần Đào mai nở Sương sớm còn chưa dứt mà con phải xa cha mãi ngàn thu các bạn ạ à, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật tôi chỉ muốn các bạn biết khi còn có thể hãy ở bên cha mẹ thật nhiều đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn màng Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung hai câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi là vào 22 giờ hàng ngày. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện ngày mai. Xin thân ái chào tạm biệt.